Với cái mục tiêu của cái bài học này thì chúng ta với bệnh nhân bệnh lý hô hấp thì chúng ta phải khai thác được các triệu chứng cơ năng nhé, khai thác được triệu chứng cơ năng và trình trình bày nhé, trình bày và thực hiện được các thao tác, các bước khám lâm sàng hô hấp. Đấy, đấy là triệu chứng. Công tác Vẫn bài đấy. này. Em gửi mail cái chỗ chấm 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 nhá, chấm chấm ba chấm mới là đáp án nhá. Thế thì phần triệu chứng cơ năng, triệu chứng cơ năng, triệu chứng cơ năng, triệu chứng cơ năng là những triệu chứng mà do người bệnh người ta kể với chúng ta, về cơ bản là như vậy nhá. Thì với bệnh lý ví dụ như chúng ta đã học mô đun huyết học rồi đúng không? Mô đun huyết học thì ví dụ bệnh nhân đến khám với lý do bệnh lý huyết học, ví dụ như là bệnh nhân có mệt mỏi này, hoa mắt, chóng mặt, đúng không? Đấy, thì có thể đấy là biểu hiện của thiếu máu, hoặc người ta có thể xuất hiện các cái đám xuất huyết nhá, chảy máu đấy, hoặc chảy máu cam đấy, rồi là xuất huyết nội tạng như là nôn ra máu chẳng hạn. Đấy là những cái biểu hiện của triệu chứng cơ năng trong cái mô đun huyết học, bệnh lý huyết học với nội khoa. Thế thì trong bệnh lý hô hấp thì chúng ta sẽ có các triệu chứng cơ năng thường gặp như sau: triệu chứng ho, triệu chứng khạc đờm, triệu chứng ho ra máu, triệu chứng khó thở và triệu chứng đau ngực. Đó là năm cái triệu chứng cơ năng chính. Thế thì như thế nào là ho? Ho là một phản xạ tự nhiên nhé, phản xạ tự nhiên, phản xạ không có điều kiện, tức là từ khi sinh ra chúng ta đã có cái phản xạ đó rồi, và ho là một phản xạ có lợi cho sức khỏe. Bản chất là ho để tống ra khỏi đường hô hấp các dị vật từ ngoài vào, ví dụ như là khi chúng ta ăn, chúng ta uống nước đúng không, chúng ta bị sặc thức ăn, chúng ta sặc nước uống thì ho để tống ra ngoài các cái dị vật đó. Và trong các bệnh lý hô hấp, những bệnh lý có tăng tiết dịch nhầy đờm trong đường hô hấp thì ho là một phản xạ có lợi để tống ra khỏi đường hô hấp các cái dị vật, các cái chất nhầy đờm đó. Chính vì vậy đó là một phản xạ có lợi và chúng ta không được dùng thuốc giảm ho cho những bệnh nhân đang điều trị mà có triệu chứng ho khạc đờm. Chúng ta chỉ dùng thuốc giảm ho khi bệnh nhân điều trị đã đến giai đoạn ổn định, không còn khạc đờm nữa, tức là giai đoạn bệnh nhân ho khan rồi nhá. Hoặc là trong bệnh lý ho khan đơn thuần như là viêm họng hạt, viêm họng do dị ứng đấy chẳng hạn, thì nhiều trường hợp bệnh nhân có thể ho nhiều, có thể là người ta mệt, và có những trường hợp người ta ho người ta đau cả cái cơ ở thành bụng á, thì dùng thuốc giảm ho. Trong những trường hợp đó chúng ta mới được kê thuốc giảm ho cho bệnh nhân nhé. Còn bình thường chúng ta không được dùng thuốc ức chế ho cho bệnh nhân. Thế thì với một bệnh nhân đến với triệu chứng ho này thì chúng ta phải, cũng như bất cứ một triệu chứng bệnh lý nào, thì chúng ta phải hỏi kỹ bệnh nhân lý do cái hoàn cảnh xuất hiện cái triệu chứng ho này. Đấy, tức là một người bệnh mà tự nhiên người ta lại xuất hiện ho khác, hoặc sau khi người ta đi ra ngoài người ta bị nhiễm mưa nhiễm lạnh chẳng hạn, bắt đầu mới xuất hiện trên một người khỏe mạnh. Hoặc là những bệnh nhân người ta lại kể với chúng ta là gì, bệnh nhân cứ về mùa rét người ta lại xuất hiện ho khạc đờm, tức là nhiều năm như thế rồi chẳng hạn. Thế thì một bệnh nhân lại có cơn khó thở đúng không, sau hết cơn khó thở người ta mới xuất hiện ho. Như vậy là cái tính chất của cái triệu chứng ho này đấy, tính chất xuất hiện cái triệu chứng ho này và các cái biểu hiện kèm theo triệu chứng ho này thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta nguyên nhân dẫn đến cái triệu chứng này, tức là định hướng cho chúng ta thấy là bệnh nhân bị bệnh lý gì. Ví dụ như là bệnh nhân kết thúc một cái cơn khó thở đúng không, đấy điển hình trong hen, rồi bệnh nhân mới ho, và ho ở đây khạc ra cái đờm trong dính chẳng hạn, khi đó chúng ta sẽ nghĩ đến là bệnh nhân khả năng hen. Hoặc những bệnh nhân mà cũng nói là ví dụ cứ về một
khai về mùa rét là ho khan, lần này cũng là xảy ra vào mùa rét và lại tái phát lại như vậy. Thì một bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đấy là cái biểu hiện đặc trưng, hoặc là những người khỏe mạnh đúng không, như thanh niên, như các bạn sinh viên đấy, không may bị nhiễm lạnh thì chúng ta có thể bị chúng ta có thể xuất hiện cái đau ngực, có sốt, có ho đúng không, thì đấy là có cái viêm cấp tính như viêm phế quản cấp hay là viêm phổi chẳng hạn, thì đấy là các cái biểu hiện. Hoặc là có những trường hợp thì ho và đau ngực rất là nhiều lại kèm theo ho ra máu chẳng hạn, đấy thì chỉ có một số bệnh nhất định thì bệnh nhân mới xuất hiện ho ra máu nhé. Thì đấy là cái mà chúng ta gợi ý để chúng ta xác định cái nguyên nhân cái triệu chứng ho này nhé. Đấy, thế thì mục đích là gì, mục đích chúng ta hỏi kỹ bệnh nhân nhé, hỏi kỹ bệnh nhân để chúng ta định hướng triệu chứng, chứ không phải là không có tác dụng gì. Tại vì một bệnh nhân nếu bản thân nói là triệu chứng cơ năng, về cơ bản là chúng ta đánh giá những cái cảm nhận của người bệnh đúng không, trong cái hồ sơ, trong cái bệnh án sau này các bạn lên giảng, các bạn làm lý do vào viện là những triệu chứng cơ năng đấy, chúng ta chỉ trình bày tối đa 3 triệu chứng cơ năng. Thế thì có những bệnh nhân người ta rất là quan trọng hóa cái bệnh tật, người ta chú ý đến mức thái quá chẳng hạn, thì đối với người ta cái gì cũng quan trọng, thì khi người ta đến với chúng ta đúng không, khi các bạn hỏi bệnh người ta kể lể, có khi người ta nói rất là nhiều. Thế nhưng có những người người ta lại rất là chủ quan với bệnh, thế người ta có khi người ta có nhiều triệu chứng rồi đấy, nhưng đến khi ho khạc đờm, thậm chí ho ra máu người ta cũng thấy là không sợ, nhưng đến khi khó thở quá thì không thể chịu được người ta mới đến viện đấy. Thế thì để nói là triệu chứng cơ năng là những dấu hiệu nhá mà do người bệnh cảm nhận, nhưng chúng ta là thầy thuốc nhá, khi có kiến thức thì chúng ta là người thì sẽ đánh giá được xem cái đó có đúng như bệnh nhân khai không. Thế bây giờ bệnh nhân người ta bảo là tôi ho nhiều lắm, ho cả suốt đêm với ban ngày, ho tôi không thể chịu được, mệt quá tôi đi khám. Thế nhưng đến khi chúng ta thấy bệnh nhân đến chúng ta khám đúng không, suốt cả thời gian chúng ta khám bệnh nhân vào viện, xếp vào phòng bệnh nằm, chúng ta cũng chả nghe thấy bệnh nhân ho chẳng hạn. Thế chúng ta cũng phải xem lại đấy là có đúng xứng đáng là chính là cái lý do người ta kể có thật hay không đấy. Thì vai trò của người thầy thuốc là gì, nghe bệnh nhân kể nhưng chúng ta phải đánh giá nhé. Chúng ta biết rằng là có những người người ta sẽ nói quá bệnh người ta lên, người ta nói quá bệnh lên. Ví dụ đi lâm sàng chúng ta sẽ gặp những bệnh nhân người ta đi tiểu, nước tiểu chỉ tức là nó sẫm màu thôi, sẫm màu thôi. Thế nhưng mà có khi chúng ta hỏi là bác làm sao đi khám đúng không, bệnh nhân sẽ bảo là tôi mệt lắm này, đi tiểu nước tiểu đỏ, tôi đi nó ra máu nước tiểu đỏ. Thế thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta ghi luôn vào đó là gì, bệnh nhân đi đái ra máu đúng không, không được ghi như thế, và chúng ta phải phải đi chứng kiến đúng không, chứng kiến xem là có đúng như thế không, chúng ta nhìn màu vàng sẫm nó khác. Còn nếu như mà đái ra máu, gọi là đái máu đại thể mà mắt thường bệnh nhân nhìn thấy được thì có lẽ chắc chắn là thầy thuốc cũng phải nhìn được đúng không, thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại xem có đúng thế không. Thế và còn trường hợp đái máu vi thể thì lại không nói được, ở đây đái máu vi thể là khi chúng ta xét nghiệm chúng ta mới thấy nhá, thì gọi là đái máu vi thể. Thế thì đó là trường hợp với cái triệu chứng cơ năng mà người bệnh người ta nói với chúng ta. Thế thì có những người thì người ta lại sợ bệnh đúng không, người ta lại giấu bệnh, đặc biệt là trong bệnh lý hô hấp nhá. Đây cô nói ví dụ như triệu chứng ho ra máu chẳng hạn, chúng ta thấy trên lâm sàng chúng ta hay gặp là bệnh nhân bị lao phổi đúng không, đấy nói đến ho ra máu thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đấy là bệnh lý lao phổi, nó sẽ gặp trong một số bệnh cơ. Thế nhưng mà ví dụ lao phổi là cái bệnh phổ biến mà lây nhiễm trong cộng đồng đúng không, thế thì người bệnh người ta rất sợ những người xung quanh xa lánh người ta, kể cả bây giờ chúng ta đi lâm sàng những bệnh nhân đã từng điều trị lao nhá, đã từng điều trị lao phổi không bao giờ, rất khó mà các bạn là khéo léo các bạn khai thác triệu chứng tiền sử mà người ta kể với các bạn là bác đã bị bệnh hô hấp bao giờ chưa, tôi vừa ra viện tôi vừa điều trị lao phổi hôm nay tôi vẫn đang uống thuốc chống lao. Phải rất là khéo léo gần gũi bệnh nhân thì người ta mới kể với chúng ta, chứ người ta sẽ giấu đúng không.
Thế thì người ta sẽ sợ thì sợ là bây giờ đang ở trong phòng bệnh đi khám bác sĩ thì bảo là nghĩ là lao người ta sẽ cách ly ra riêng cái gì đó người ta luôn cái tâm lý như vậy. Bản chất chúng ta biết lao là bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn đúng không? Chữa khỏi hoàn toàn nếu như dùng thuốc đủ và đúng phác đồ. Chính vì vậy cái tâm lý của người Việt Nam như vậy nên là Việt Nam là một trong những nước mà có tỷ lệ nhiễm lao rất là cao và đặc biệt là tỷ lệ kháng thuốc rất là cao do điều trị không đến nơi đến chốn. Đấy là cái cực kỳ nguy hiểm. Đấy thì để nói là triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do người bệnh cảm nhận nhé. Thế và chúng ta sẽ dựa vào gì? Dựa vào khi hỏi bệnh để chúng ta khó được triệu chứng cơ năng nhé. Đấy thì cái triệu chứng ho sẽ là như vậy. Tương tự như vậy, triệu chứng khạc da đờm. Đây là một triệu chứng cũng rất đặc trưng trong bệnh lý hô hấp. Thế thì đờm phải khạc ra thì dưới nắp thanh quản đúng không? Từ đường hô hấp khạc ra do quá trình viêm nhiễm trong các cái bệnh viêm nhiễm của đường hô hấp. Trong đây nó bao gồm có cái nhóm là viêm không có nhiễm khuẩn. Ví dụ như là hen phế quản COPD, bản chất là viêm không có nhiễm khuẩn nhé. Còn trong viêm nhiễm khuẩn rất là nhiều, viêm phế quản cấp do vi khuẩn này, viêm phổi này, áp xe phổi này, rất nhiều bệnh có cái nhiễm khuẩn. Đấy là cái nhóm bệnh nhân sẽ có tình trạng nhiễm khuẩn nhé. Thế còn hen COPD khi nó có bội nhiễm thì nó mới nhiễm nhiễm vi khuẩn nhé. Đấy thế thì chúng ta bệnh nhân có khạc ra cái đờm này thì cái triệu chứng khạc đờm chúng ta cũng phải hỏi tính chất của cái triệu chứng khạc đờm này. Ví dụ người bệnh đến là gì, tôi vẫn ho khạc đờm từ lâu rồi đấy, lần này khó thở nữa thì đúng đi viện thì chúng ta lại nghĩ đến ngay các bệnh mãn tính đúng không? Thế nhưng bây giờ sau một cái nhiễm lại người ta mới ho đau ngực khạc đờm đờm lẫn lẫn cái màu dỉ sắt lẫn lẫn dây máu chẳng hạn đúng không, thì chúng ta lại nghĩ đến viêm phổi thùy chẳng hạn thì mới khạc đờm kiểu như thế. Thế hoặc là trong trường hợp bệnh nhân viêm phổi nhá thì đờm nó có thể mủ xanh mủ vàng đấy do cái nguyên nhân gây bệnh nó sẽ tạo ra cái màu nó khác nhau. Hoặc khi áp xe phổi thì khạc ra đờm người ta còn gọi là cái lượng đờm nó rất nhiều người ta gọi là ọc mủ đấy rất là nhiều thì cái tính chất của đờm mủ này lại gợi ý nguyên nhân gây bệnh. Cô lấy ví dụ như là trong trường hợp đặc biệt như là bệnh nhân do ký sinh trùng amip nhé, rất nhiều bệnh nhân ở Việt Nam hay các cái vùng nước nhiệt đới hay nhiễm ký sinh trùng amip thì có thể nhiễm theo đường máu nó đến phổi cũng có thể là gì do có những bệnh nhân là áp xe gan amip sau đó nó vỡ qua cái cơ hoành và nó lên qua vào trong trong qua màng phổi vỡ vào trong phổi đấy thì có bệnh nhân ọc mủ ra thì đặc biệt cái nguyên nhân do histolytica cái con ký sinh trùng amip đó nhé thì nó sẽ tạo thành cái mủ đờm mà có màu sô cô la đấy nó sánh và có màu sô cô la và đặc biệt nó không có mùi. Thế còn nếu như các cái vi khuẩn vi trực khuẩn mủ xanh tụ cầu vàng đấy thì nó tạo thành các cái màu xanh màu vàng hoặc là trường hợp mà do vi khuẩn yếm khí nhé, đặc biệt trong vi khuẩn yếm khí chúng ta học ngoại chúng ta học các cái vết thương nhé, các cái chấn thương mà chấn thương hở chấn thương mà có liên quan đến các vi khuẩn yếm khí rất là nặng thì cái vi khuẩn này nó tổn thương và đặc biệt cái mùi nó rất là khó chịu mùi hôi thối nhé, nên cái người mà khi bị nhiễm cái vi khuẩn yếm khí thì cái hơi thở chúng ta tiếp xúc bệnh nhân mùi rất là khó chịu đấy thì cái tính chất đờm cái màu sắc nhá cái mùi nó bốc ra đấy và thậm chí là cái lượng lượng đờm mủ này ho khạc ra cũng gợi ý ví dụ những cái bệnh nhân viêm thông thường viêm phế quản viêm phổi thì chỉ khạc ra cái lượng ít thôi nhá nhưng nếu mà áp xe phổi nhá áp xe phổi thì cái mủ ọc ra có thể đến 100 từ đến 100 đến 500 ml 300 ml nhá giãn phế quản cũng vậy. Giãn phế quản thì khi mà bệnh nhân khạc ra đờm đờm có thể lẫn máu những cái đờm nhầy khi mà ngày xưa là chưa có cái phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng tiên tiến thì là cho bệnh nhân ho khạc vào cái cốc ấy, thủy tinh ấy, thì nó sẽ tạo ra thành ba lớp đấy, lớp bọt ở trên này xong lớp nhầy lớp mủ ở dưới đấy nó rất là rõ là như thế. Những trường hợp đấy thì
Bây giờ thì chúng ta có chụp cắt lớp, chụp cản quang, cây phế quản, cứ để chúng ta có thể chẩn đoán chính xác những cái trường hợp đó. Thế còn trước đây là có khi phải dựa vào cái tính chất nên để chúng ta gợi ý và chúng ta sẽ ưu tiên điều trị theo cái bệnh mà có thể điều trị khỏi cho bệnh nhân nhé. Như vậy triệu chứng ho khạc đờm thì cũng gặp trong rất nhiều bệnh lý đường hô hấp, kể cả viêm nhiễm không nhiễm khuẩn và viêm nhiễm có nhiễm khuẩn nhé. Đấy thì chúng ta phải hỏi kỹ tính chất cái triệu chứng này nhé, để chúng ta định hướng xem là nguyên nhân gì. Đấy. Triệu chứng ho ra máu. Ho ra máu, nếu mà nói là ho ra máu thì cái từ từ ho là khẳng định là do đường hô hấp rồi, nhưng đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế trong mô đun huyết học nhỉ, có khi chúng ta cũng đã gặp cái triệu chứng này rồi. Nói là ho ra máu thì là từ đường hô hấp, nhưng bản chất nhá, thực tế khi chứng chứng kiến một bệnh nhân có triệu chứng ho ra máu trên lâm sàng thì chúng ta thực tế chúng ta cũng chỉ nhìn thấy gì, bệnh nhân ọc ra đúng không, ra một cái lượng máu nó đi qua đường miệng thôi. Như vậy gì, chúng ta trên lâm sàng chúng ta có thể chúng ta sẽ gì, chúng ta nhầm lẫn giữa gì, giữa ho ra máu với nôn ra máu đúng không. Nếu như các trường hợp mà nôn ra máu nó rõ ràng trên lâm sàng, có lấy ví dụ như là một bệnh nhân sau chúng ta học cái mô đun tiêu hóa nhé, mô đun tiêu hóa thì sẽ có bệnh nhân nôn ra máu đi ngoài phân đen là đấy, đau bụng các thứ đấy, thì cái triệu chứng nôn ra máu trong trường hợp mà bệnh lý xuất huyết tiêu hóa dạ dày dạ tràng chẳng hạn thì bao giờ cái máu chảy ra sẽ đọng lại trong dạ dày. Chính vì vậy mà khi mà nôn ra thì cái máu nó sẽ gì, nó sẽ lẫn cái dịch dịch đường tiêu hóa và có thể nó tạo thành các cái máu cục, máu đen để có thời gian đọng lại. Trừ trường hợp máu mà chảy ra do vỡ tĩnh mạch thực quản nhá, vỡ tĩnh mạch thực quản tức là nằm trên thực quản ấy, trong trường hợp bệnh nhân có tăng áp lực tĩnh mạch cửa, những trường hợp có xơ gan thì cái máu nó ọc ra nó làm máu tươi đấy. Chính vì vậy mà nó rất là cấp tính và trên lâm sàng những cái đấy là có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ thấy một cái tình trạng bệnh nhân máu tươi nó cứ nôn ra qua đường miệng rất là cấp tập như thế và rất là khó để chúng ta khẳng định là nôn hay là ho đúng không. Đấy, thế bây giờ một người mà tại vì trên lâm sàng chúng ta chứng kiến ho là người ta ra cái lượng máu rất là ít, đa số trên lâm sàng ta chứng kiến như thế, hoặc nó lẫn với đờm đúng không, nó để máu nó dây dây lẫn với đờm như thế thì nó quá dễ rồi đúng không, hoặc tiêu hóa nó lẫn thức ăn như thế trên lâm sàng ta phân biệt rất là dễ. Thế nhưng thực tế có những trường hợp như là người ta gọi là ho máu sét đánh thế, hoặc là trong lao chẳng hạn, một số trường hợp nó có thể nó vỡ vào các cái mạch máu lớn nhá, đấy có thể ọc ra hàng lít máu và bệnh nhân có thể tử vong do cái ho ra máu này đấy. Vì thực tế thì máu nó khi nó qua cái ngọng hầu nó ra đường miệng đúng không, ho hay nôn đều thế, thì trên lâm sàng bệnh nhân chỉ cảm giác là tanh tanh ở họng đúng không, khó chịu và sau đó thì ọc ra máu, và nếu như mất máu nhiều thì bệnh nhân có khi chúng ta chỉ được chứng kiến bệnh nhân là trong tình trạng sốc tĩnh mạch do cái mất khối lượng tuần hoàn cấp tính đúng không. Đấy là những trường hợp nặng nhé. Thì những trường hợp đó thì bây giờ trên lâm sàng từ khi mà có các cái nội soi để cầm máu tại chỗ của tiêu hóa nhé, người ta hay làm cho đường tiêu hóa. Chính vì vậy mà khi mà có nghi ngờ, tất nhiên nếu như trên lâm sàng bệnh nhân có xơ gan cổ trướng rồi thì nó lại định hướng nó dễ. Có trường hợp bệnh nhân không có tiền sử nghiện rượu, không có xơ gan mà vẫn có vỡ tĩnh mạch thực quản, thực tế trên lâm sàng như vậy thì chúng ta vẫn có thể nội soi cấp cứu. Nội soi ở đây với mục đích gì, chúng ta vừa chẩn đoán nhé, chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định xem có đúng từ đường tiêu hóa hay không, và nếu có thì chúng ta có thể tiêm cầm máu tại chỗ, tiêm sơ, tiêm các cái ví dụ tiêm adrenaline đấy, chúng ta cầm máu tại chỗ, hoặc là chúng ta tiêm chất gây sơ để chúng ta dùng các cái vòng cao su đấy bắn đấy tại chỗ để chúng ta cầm máu trong trường hợp giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhé. Thì đấy là cái triệu chứng ho ra máu. Thực tế thì trong các bệnh lý hô hấp thì có thứ nhất là ung thư phổi phế quản có thể ho ra máu này, giãn phế quản có thể ho ra máu này, viêm phổi nhá, viêm phổi thùy đấy thì có thể ho ra máu là nó lẫn với đờm thôi đấy, và một trường hợp nữa là lao phổi đấy, chúng ta hay nói đến rất là nhiều. Và một bệnh lý chúng ta chưa học mô đun tim mạch, nhưng học mô đun tim mạch thì thầy sinh sẽ giảng là chúng ta sẽ gặp cái trường hợp bệnh nhân ho ra máu đấy, nó lẫn với bọt
nhá, trào ra bọt hồng ra miệng, thực chất nó từ phổi ra đấy, nhưng nó lại là một bệnh lý của tim mạch. Đó là trường hợp bệnh nhân có phù phổi cấp nhé, người ta gọi là hen tim hay là phù phổi cấp là mức độ nặng hơn của cái hen tim nhé. Đấy thì lại là trong các bệnh lý tim mạch, và trong trong cái module tim mạch chúng ta sẽ gặp lại cái triệu chứng đó nhé. Đấy, chúng ta như vậy thì với các cái triệu chứng nào, bất cứ triệu chứng nào chúng ta cũng phải hỏi kỹ nhé, xem có liên quan các cái biểu hiện nào chúng ta mới định hướng được. Còn đâu không phải chỉ có hỏi không mà ra được đúng không? Chúng ta phối hợp hỏi bệnh, chúng ta phải khám nữa xem có đúng tổn thương như ở đường hô hấp thực tổn như thế hay không nhé. Triệu chứng tiếp theo đó là triệu chứng khó thở. Chúng ta biết là khó thở ở đây về bản chất khó thở là biểu hiện tại bệnh lý hô hấp nhé. Khó thở là triệu chứng cơ năng chính của bệnh lý hô hấp, là biểu hiện tại hô hấp, nhưng không phải chỉ có bệnh lý hô hấp mới gây ra khó thở. Cô lấy ví dụ như là chúng ta học module huyết học rồi đúng không? Học module huyết học rồi thì là bệnh nhân gì? Bệnh nhân có thiếu máu đúng không? Thiếu máu có khó thở này. Đấy thì sau này chúng ta học module tim mạch chắc chắn là cũng sẽ có triệu chứng khó thở trong bệnh lý tim mạch. Đấy thì chính là trong ba ba bệnh lý đó là chúng ta sẽ gặp bệnh nhân khó thở. Đấy, hoặc là trong bệnh nhân xơ gan cổ trướng, bệnh nhân có cổ trướng dịch ở trong bụng nó chèn ép đúng không, bệnh nhân cũng khó thở. Đấy, như vậy thì khó thở nó là một triệu chứng cơ năng chính trong bệnh lý hô hấp, triệu chứng quan trọng nhất đấy, thế nhưng mà không phải chỉ có bệnh lý hô hấp mới khó thở nhá. Thế thì khó thở là như thế nào, người bệnh liệu có giả vờ khó thở được không? Đấy, chắc chắn là chúng ta sẽ được chứng kiến những người người ta thở rất là nhanh, thở gấp đúng không, nhưng bản chất không phải là khó thở có tổn thương thực tổn đúng không. Đấy là những trường hợp gọi là cơ năng hội chứng phân ly đấy nhá. Đấy, tâm can hysteria. Đấy thì những trường hợp đó thì chúng ta phải xử lý như nào, quan trọng chúng ta phải phối hợp giữa hỏi bệnh đúng không, chúng ta khám và chúng ta loại trừ được là đúng bệnh nhân này không có cái tổn thương gì thực tổn trong bệnh lý hô hấp tim mạch hay thần kinh cái gì đó gây ra khó thở, chứ không được là không xác định được nguyên nhân mà chúng ta lại cho là bệnh nhân mình không có tổn thương gì, rất là nguy hiểm nhé. Và chúng ta phải xác định được nguyên nhân chúng ta mới xử trí điều trị được cho bệnh nhân nhé. Thế thì bản chất là khó thở là gì? Khó thở thì chúng ta chứng kiến bệnh nhân, chúng ta chỉ thấy bệnh nhân thở rất là khó khăn nặng nhọc đấy. Bình thường chúng ta biết cái nhịp thở của người trưởng thành bình thường thì tần số thở dao động trong khoảng từ 14 cho đến 20 chu kỳ trong 1 phút, và cái tần số thở này nó sẽ được chúng ta tính trong 1 phút thì nó dao động như vậy, và cái nhịp thở nó sẽ đều đặn, một nhịp thở gồm có 2 thì đúng không, hít vào chủ động thở ra thụ động, cái nhịp thở nó rất là nhịp nhàng như thế. Thế thì vì một cái lý do nào đó mà cái nhu cầu cung cấp oxy, cái đáp ứng trao đổi khí của bệnh nhân không được đáp ứng đầy đủ thì sẽ gây ra cái biểu hiện khó thở trên lâm sàng. Thế thì cái khó thở này nó có thể là khó thở bệnh nhân có thể cái nhịp thở nó vẫn là đều, nhưng có thể khó thở nhanh, có thể khó thở chậm đúng không, và mức độ nặng hơn, có thể khó thở nhưng nhịp thở nó không đều, nó rối loạn nhịp thở. Đấy thì sau này ở cái buổi học tiền lâm sàng cô sẽ hướng dẫn và cho các em nghe nghe trên mô hình rất là rõ hai cái nhịp thở điển hình, đó là cái nhịp thở systole và Kussmaul, là khi bệnh nhân có rối loạn nhịp thở nhé, và trong trường hợp nào chúng ta gặp bệnh nhân như thế rất rõ, nghe rất rõ ở trên cái mô hình gắn chip điện tử nhé. Đấy còn đâu chúng ta xác định thì chúng ta chỉ đánh giá được bệnh nhân có khó thở, hoặc là về triệu chứng cơ năng thì là chúng ta chỉ hỏi được người bệnh thôi đúng không, người ta khó thở, và có thể sâu hơn là bệnh nhân có thể cảm nhận được là khó thở thì nào không đúng không. Bệnh nhân bảo là hít vào thì khó, thở ra thì vẫn thở được, có những người thì hít vào thì mình thì lại khó, lại tắc nghẽn ngay đấy, hoặc là ngược lại nhé, thở ra lại rất là khó, chẳng hạn trong bệnh bị phổi tắc nghẽn mãn tính thì thở ra rất là khó nhé. Đấy, hít vào khó là trong trường hợp mà có cái tắc nghẽn ở u khối thì ngay cái phần nông đường hô hấp đấy, hoặc là phù quinh đấy, cái trường hợp đấy thì sẽ khó thở chậm, khó thở thì hít vào. Như vậy thì khó thở là một cái triệu chứng rất đặc trưng ở người bệnh có bệnh hô hấp nhé.
Triệu chứng cơ năng cuối cùng đó là triệu chứng đau ngực. Thế thì đau ngực là gì? À, nếu mà nói là ngực đúng không? Bây giờ bảo các em ngực là gồm những cái gì? Rất là nhiều đúng không? Bây giờ nói chung thất thôi đã mênh mông rồi đúng không? Ngực thì toàn bộ gì? Cơ, xương, đúng không? Toàn bộ bộ máy hô hấp nhá, toàn bộ bộ máy hô hấp, tim, các mạch máu lớn, trung thất đấy. Trung thất ở đây nó còn chia ra thì tầng trên, tầng dưới đúng không? Trung thất trước, trung thất giữa, trung thất sau, chia để định khu vị trí tổn thương. Cô lấy ví dụ thực quản chẳng hạn thì nằm ở trung thất sau đúng không? Thì đau ngực, nhưng mà đau ngực như thế nào? Ví dụ có bệnh nhân người ta đau ngực, người ta bảo đau nhưng người ta nuốt nuốt khó, nuốt vướng nhé, nuốt cảm giác nó nghẹn. Đấy thì đấy là cái biểu hiện bất thường tại trung thất sau, tức là cái phần của thực quản có thể nó bị hẹp này, có thể do hẹp tại trong lòng thực quản hay ở ngoài các phần thành phần trung thất, hạch trước cái khối u gì đó nó chèn ép vào thực quản nhá. Như vậy là gì? Cái triệu chứng đau ngực nó rất là rộng. Có những trường hợp chỉ đau đau trên thành ngực thôi, đau theo đường đi của khoang sườn nhá. Chúng ta ấn ở một điểm nó lan dọc theo cái khe lên sườn. Đấy, đau thần kinh lên sườn. Đấy rồi là cái cơ thành ngực đúng không? Rồi là đau tại các cái xương sườn, các trường hợp vị trong huyết học, chúng ta học các bệnh lý ví dụ như bệnh lý huyết học, ung thư máu đấy, có cái bệnh Kale chẳng hạn đấy, nó sẽ di căn vào các cái xương dẹt, đặc biệt là các cái xương sườn này, nó rất hay tổn xương nhá, hay tổn thương và bệnh nhân sẽ đau hết các cái xương ở các cái khung sườn này đấy, chụp lên có thể thậm chí có các cái hốc tiêu xương đấy, rất đặc trưng trong cái bệnh lý huyết học mà chúng ta học. Thế thì như vậy là gì? Nói là đau ngực thì chúng ta biết là nó rất là mênh mông đúng không? Chính vì vậy mà trước một người bệnh có đau ngực chúng ta phải hỏi kỹ là bệnh nhân là vị trí đau chính xác ở điểm đau nào và tính chất nhá, tính chất là thời điểm xuất hiện như thế nào và hướng lan như thế nào và nó đau liên quan gì các cái triệu chứng nhá. Đấy thì chúng ta sẽ xác định đau liên quan đến nhịp thở, liên quan đến nuốt hay liên quan đến thay đổi tư thế đúng không? Đấy, như thế nào đó, hít thở như nào thì chúng ta phải hỏi kỹ thì chúng ta mới định hướng, mới chỉ là định hướng thôi nhé, chứ còn không thể nào ấy xác định được. Thế thì trong tim mạch, trong phần mô đun tim mạch thì sinh cũng sẽ giải cho các bạn cái bài đau ngực. Ví dụ như trong đó thì nó rất là nhiều thứ liên quan đến bệnh lý liên quan đau ngực và đặc trưng ở trong bệnh lý tim mạch là cái đau ngực, đau đau ở sau xương ức nhé, đau ở vị trí giữa và 1/3 dưới sau xương ức, đau lan ra vai tay tay trái. Đấy là cái đặc trưng trong cái cơn đau mà nó kèm theo, tất nhiên phải có cận lâm sàng, xét nghiệm các men tim, điện tâm đồ rồi siêu âm nữa. Thế nhưng mà định hướng cho chúng ta các cái cơn đau của bệnh lý tim mạch là cơn đau thắt ngực trong bệnh lý mạch vành nhá. Thì đấy đấy là năm cái triệu chứng cơ năng chính trong bệnh lý hô hấp mà chúng ta cần phải hỏi xác định xem bệnh nhân có mô tả các cái triệu chứng này, đây là những triệu chứng chính quan trọng trong bệnh lý hô hấp, và chúng ta phải hỏi kỹ, phân tích từng tính chất triệu chứng đâu là những lý do chính khiến bệnh nhân đến viện. Ví dụ một người bệnh không phải là người ta cứ đầy đủ hết triệu chứng này đúng không, có bệnh nhân thì người ta bảo bác sao nhận bác ho khạc đờm nhiều quá. Thế thì đúng là hai lý do này là lý do gì? Lý do đi viện đúng không? Nhưng có những người kể bác đau ngực, bác mệt, bác khó thở, bác mất ngủ, bác ho khạc đờm, bác ho ra ít máu nữa, các thứ, tức là người ta kể triền miên đến đến chục dấu hiệu. Thì mình phải tìm cái gì là cái gì, cái khó chịu nhất khiến người ta đến với chúng ta nhá. Thì đấy là cái cách chúng ta khai thác bệnh sử nhá, khai thác bệnh sử của người bệnh, diễn biến bệnh bệnh nhân để chúng ta ra được cái lý do chính đáng khiến bệnh nhân đi viện. Thế thì ngoài các triệu chứng này chúng ta có thể gặp các cái dấu hiệu liên quan đến các cái tổn thương trong các cái bệnh lý này, ví dụ bệnh nhân liên quan đến cái nuốt của bệnh nhân nhá, liên quan tiêu hóa, liên quan đến trung thất sau đấy, trong trường hợp bệnh nhân có bị chít hẹp nhá, có thể có cái u trung thất nó chèn ép nhá, gây nuốt khó, nuốt vướng, nuốt đau, nuốt nghẹn hoặc là nấc nhá. Đấy, hoặc là nó chèn ép ngay vào các cái u lớn, chèn ép ngay thanh khí quản
đấy thì ảnh hưởng đến tiếng nói, hoặc là các cái u trung thất nó chèn ép vào các cái dây thần kinh quạt ngược, thậm chí các bệnh nhân mất giọng nhé, nói khó này, nói giọng khàn, giọng đôi, thậm chí là mất giọng đấy. Như vậy đây là toàn bộ các cái triệu chứng cơ năng chính nhé, triệu chứng cơ năng chính của một bệnh nhân đến khám bệnh lý hô hấp nhé. Đấy, thế thì đứng trước một người bệnh đến khám đấy thì cũng nhắc lại là chúng ta muốn có triệu chứng, khai thác được triệu chứng cơ năng thì chúng ta phải hỏi bệnh nhá. Hỏi bệnh mục đích là khai thác triệu chứng cơ năng, và triệu chứng cơ năng là cơ bản là do người bệnh cảm nhận, và với cái kiến thức chuyên môn của thầy thuốc thì chỉ là người thẩm định xác định lại xem có đúng tương xứng thực sự cái triệu chứng bệnh nhân kể có thật sự đúng hay không. Đấy, như vậy đấy là gọi là triệu chứng cơ năng nhé. Đấy, chúng ta sang phần thứ hai. Sau khi chúng ta thăm khám hỏi bệnh rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thăm khám. Thế sao lớp mình cô lại thấy có 100 bạn Vương Tính cả đâu? cô của Cả cô là đây 101. em không rõ lắm Có bạn nào dạ. đồng kia? Có bạn nào dùng cả điện thoại cả ấy không? Có bạn nào dùng cả điện thoại cả máy tính không? Nhá. Sau buổi hôm nay cô sẽ gửi mail danh sách và em tích cho cô những ai chính xác không học nhá. Thì phải cái đấy thật chuẩn sớm cho cô, xong thì cô sẽ tạo cái phòng chờ và ai đúng danh sách thì cô mới cho vào lớp nhá. Chứ không thì không thể để khám thực thể. Ở đây cái phần mô đun huyết học là các bạn chắc phần khám khám xuất huyết các thứ đấy, thiếu máu tiền lâm sàng các bạn có bị hoãn không? Các em có học không? Mô đun huyết học ấy có hoãn tiền lâm sàng không? Gọi nào Có hoãn tiền lâm sàng mô đun huyết học như chưa học của không? Nhưng học thì dù thế là đều phải hoãn chung hết nhé. Thế thì sang phần thứ hai, chúng ta sang phần khám thực thể. Khám thực thể ở đây là khám thực thể bộ máy hô hấp nhé. Thế và trong hô hấp thì chúng ta gồm có hô hấp trên và hô hấp dưới. Hô hấp trên thì thực chất thì nó liên quan, tức là từ thanh khí, từ khí quản trở lên nó lại liên quan một số bệnh lý của tai mũi họng nhé. Cô lấy ví dụ như là khám tai mũi họng, soi họng cái thứ đấy thì lại chính là bệnh lý của hô hấp trên nhé. Thì nó chỉ thường là có các bệnh lý như viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm thanh khí quản đấy, thế thôi, chứ còn đâu đa số là bệnh chính của phần nội tim mạch, ở nội hô hấp thì chúng ta là phần khám hô hấp dưới từ khí quản trở xuống, hay là khám lồng ngực nhé, hay là trong các cái tài liệu chúng ta là kỹ năng khám phổi cũng vậy nhé. Đấy thì là khám lồng ngực là hô hấp dưới. Thế thì với cái khám này thì cái này cô vừa trình bày triệu chứng và trình bày luôn các cái bước khám luôn nhé. Thì để sang đến cái phần mà chúng ta học tiền lâm sàng là chúng ta sau cái buổi này chúng ta có thể theo cái trình tự này chúng ta có thể hình dung và chúng ta tự tự khám để phát hiện được các cái dấu hiệu sinh lý bình thường đã nhá. Không khi nào học tiền lâm sàng thì chúng ta sẽ được nghe các dấu hiệu bệnh lý. Thế thì tư thế người bệnh, ví dụ như sau này chúng ta học tim mạch, học tiêu hóa chẳng hạn, chúng ta hay được khám ở bệnh nhân cái tư thế là bệnh nhân nằm ngửa trên giường đúng không? Đấy, thầy thuốc đứng ở phía bên phải giường bệnh của người bệnh. Thế thì với khám hô hấp thì bệnh nhân ở tư thế ngồi trên giường bệnh nhé, bệnh nhân ngồi tay xuôi, hai tay xuôi xuống và bệnh nhân phải được nghỉ ngơi ít nhất 15 phút trước khi thăm khám nhé. Tức là cũng giống cái khám tim mạch thôi, là bệnh nhân không được gắng sức trước đó, không phải bệnh nhân vừa leo từ tầng 1 đến tầng 3 đến cái là chúng ta vắng bệnh nhân ta khám luôn thì sẽ không chính xác. Bệnh nhân phải được nghỉ ngơi nhé, ít nhất là 15 phút. Và nguyên tắc khám là chúng ta sẽ phải bộc lộ toàn bộ lồng ngực của người bệnh. Nghĩa là gì? Người ta phải bỏ áo ra. Đấy, đúng chuẩn là như thế nhá. Thế thì chí thì cái phong tục của chúng ta thì bình thường chúng ta cũng không có cái điều kiện để mà cái phòng khám riêng để chúng ta làm việc đó, thì chúng ta cũng phải vén áo bệnh nhân để bộc lộ được hai bên lồng ngực nhá. Chứ không thể là bệnh nhân đau ngực ở bên phải chúng ta chỉ kéo áo ở bên đó lên, còn bên kia thì chúng ta không cần quan sát là không được.
thì chí là chúng ta phải khám bộc lộ toàn bộ lồng ngực của người bệnh và khám trong điều kiện đủ ánh sáng nhé. Thế còn ánh sáng là ánh sáng tự nhiên là tốt nhất nhé. Thế thì cái nguyên tắc nữa để cô nói về, nó còn quy định về mặt y đức đấy, tức là khi chúng ta khám, cô lấy ví dụ là thầy thuốc nam đúng không, thầy thuốc nam khám với bệnh nhân nữ thì chúng ta phải 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 biết là cái quy định là phải có mặt người thứ ba nhá. Đấy, trên thực tế thì cái đấy là chúng ta làm đúng để thứ nhất là chúng ta bảo vệ chúng ta đấy, chứ không phải là bảo vệ bệnh nhân đâu nhé. Trên thực tế thì đã có những thầy thuốc bị bệnh nhân người ta kiện đúng không, chúng ta sẽ đi lâm sàng và chúng ta sẽ dần dần chúng ta biết trong nó liên quan về mặt pháp lý rất là nhiều. Thế thì có những trường hợp là bị kiện là bệnh nhân gì, tại sao lại khám ở này, tôi thấy ông bác sĩ đó khám cho tôi mà ông ấy không đeo cái tai nghe vào tai đúng không. Trên thực tế lâm sàng cô đã gặp một người bị kiện thế rồi đấy nhá, mình đã chứng kiến bác sĩ bị bệnh nhân kiện thế. Thế bây giờ chúng ta không biết là ai đúng ai sai đúng không, thế thì phải bao giờ người ta cũng phải đưa ra pháp luật thì người ta phải chọn chọn bằng chứng đúng không. Đấy thì người ta có cái quy định mặt ý thức mà chúng ta khám chúng ta phải tuân thủ theo. Đấy thì thứ nhất là bảo vệ chúng ta trước và thứ hai là bảo vệ bệnh nhân. Tất nhiên có trường hợp bệnh nhân người ta kiện đúng đấy đúng không, thế nhưng đấy là không biết ai đúng ai sai, nhưng đấy là cái quy định chúng ta phải làm đúng. Các bước khám ở đây, các bước khám thì chúng ta gồm có 4 bước nhá. Khám thực thể gồm có 4 bước, đó là bước nhìn, sờ, gõ và nghe nhá. Bước nhìn là gì, mục đích của bước nhìn là quan sát hình dáng lồng ngực và di động thở nhá, quan sát hình dáng lồng ngực và di động thở. Thế thì bình thường lồng ngực như thế nào, chúng ta quan sát trên cái người bình thường khi bộc lộ lồng ngực ra nhé, chúng ta sẽ thấy lồng ngực của một người bình thường trưởng thành nhé tạo thành một cái khung hơi dẹt nhé. Ở trẻ em ấy thì nó hình trụ, nó tròn nhé, nhưng người trưởng thành nó sẽ dẹt dần ra và nó tạo thành khung hơi dẹt. Tỷ lệ đường kính trước sau so với đường kính ngang khoảng bằng 1/2 nhé. Và chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy gì, các cái xương sườn đi hơi xiên chết từ trên xuống dưới, từ sau ra trước đúng không. Đấy, chúng ta sẽ quan sát thấy như vậy, đấy là hình dáng lồng ngực. Và khi bệnh nhân hít vào thở ra thì cái lồng ngực đó nó sẽ gì, nó sẽ cử động nhịp nhàng theo cái nhịp thở hít vào và thở ra sinh lý bình thường, với cái tần số thở là chúng ta đếm là khoảng từ 14 cho đến 20 chu kỳ trong 1 phút nhá. Thế thì bệnh lý là gì, bệnh lý là cái hình dáng lồng ngực nó không còn cái sinh lý bình thường nữa. Ví dụ như là hình dáng lồng ngực nó không phải là hình dẹt mà nó lại tròn tròn như hình thùng đấy, gọi là lồng ngực hình thùng. Trong các bệnh phổi, ví dụ phổi tắc nghẽn mãn tính, đã phế nang đấy, có các khoang sườn giãn rộng nằm ngang ra đấy. Tất nhiên là trừ những trường hợp mà béo phì béo vẹo quá, chúng ta không quan sát được xương sườn thôi, còn với người bình thường ta sẽ nhìn được đúng không. Thế hoặc là gì, nhìn vào đập vào mắt chúng ta nhìn người rất là dáng rất là nhỏ, hoặc là cái lồng ngực người ta bị gù vẹo nhá, gù vẹo cột sống, hoặc người ta bị biến dạng lồng ngực, đó là những cái bất thường nhá. Bất thường tức là gì, tóm lại chúng ta khi nhìn vào bệnh nhân thấy có cái gì bất thường chúng ta mô tả đúng như thế. Hoặc hoặc những trường hợp mà bệnh nhân những trường hợp mà bệnh nhân có cái hội chứng trung thất nhá, các cái u ở vùng trung thất trong trong lồng ngực thì có thể trường hợp nó chèn ép. Chèn ép ở đây như là đặc biệt trong trường hợp chèn ép tĩnh mạch chủ trên, bệnh nhân sẽ có biểu hiện như là bệnh nhân có tím ở cái cổ mặt này này đấy, hoặc là có cái dấu hiệu gọi là phù áo khoác hay phù áo choàng, tức là cái vùng vùng cổ và vùng trên họng mức này nhá, hố thượng đòn nó mức nó căng đầy lên đấy, người ta gọi là phù áo khoác, hoặc là dấu hiệu tuần hoàn bằng hệ ở nửa trên của ngực. Đấy là các biểu hiện của chèn ép tĩnh mạch chủ trên trong trường hợp hội chứng trung thất nhá. Thì đấy là những cái quan sát được bất thường. Hoặc trường hợp bệnh nhân có các cái viêm có tổn thương ở khoang màng phổi đúng không, sau này nó để lại các cái di chứng viêm tràn dịch màng phổi, sau đó
di chứng là viêm dày dính màng phổi, chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có cái cử động lồng ngực nó sẽ co kéo lồng ngực đấy, chúng ta sẽ thấy các cái bất thường như vậy. Trường hợp chúng ta đánh giá cái di động thở đấy thì bình thường cái nhịp thở, cái tần số như thế, cử động lồng ngực cử động nhịp nhàng theo cái nhịp hít vào thở ra nhé, sinh lý bình thường. Thế thì bệnh lý ở đây là gì? Bệnh lý ở đây là trường hợp bệnh nhân có thể có cái nhịp thở không đều nhé, nhịp thở không đều là gì? Bệnh nhân có thể thở nhanh hơn so với bình thường đấy, có thể thở chậm hơn so với bình thường, thở chậm hơn so với bình thường, hoặc là trường hợp mà bệnh nhân rối loạn nhịp thở như là trường hợp bệnh nhân thở có thể có hai cái nhịp thở say stop hoặc Kussmaul đấy nhé. Tức là gì? Bệnh nhân trong trường hợp mà bệnh nhân ví dụ như các cái tổn thương ở não, trong trường hợp có thể do ngộ độc này, do chấn thương này, do tai biến mạch máu não này, thì có thể gây ảnh hưởng cái trung tâm hô hấp, thì bệnh nhân có cái rối loạn nhịp thở say stop, tức là bệnh nhân sẽ biên độ thở đang chậm và biên độ tăng đỉnh điểm, sau đó lại giảm dần và sau đó có cơn ngừng thở nhé, cơn ngừng thở khoảng 10 cho đến 30 giây đấy, và lại lặp lại cái nhịp khác. Đấy là trong trường hợp cái rối loạn nhịp thở say stop trong chấn thương, cái tổn thương ở trung tâm hô hấp, hoặc là trường hợp mà bệnh nhân rối loạn nhịp thở trong trường hợp bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa. Chúng ta biết là bình thường trong cơ thể chúng ta nhé, chúng ta học sinh lý vận nó biết khi mà có nhiễm toan chuyển hóa trong cơ thể thì hai cái cơ quan đó là gan và thận, đúng không, sẽ phải đào thải, đúng không? Thế thì khi không đủ để khả năng đào thải hết thì bộ máy hô hấp sẽ phải huy động tăng cường lên để thải CO2, đúng không? Chính vì vậy mà những trường hợp như bệnh nhân gặp trong trường hợp biến chứng nhiễm toan cetone trong đái tháo đường này, hoặc bệnh nhân suy thận mạng nhé, suy thận mạng là bệnh nhân có tình trạng UV máu tăng cao của nhiễm toan đấy, thì khi đến giai đoạn muộn đó rồi thì bệnh nhân sẽ tăng thở nhé, và cái nhịp thở đó là nhịp thở Kussmaul đấy, và cái nhịp thở đó thì bệnh nhân sẽ thở, người ta còn gọi cái nhịp này là rối loạn cơn ngừng thở, thực chất là bệnh nhân hít vào sau đó ngừng thở một tí rồi thở ra, rồi ngừng một tí rồi hít vào, nhưng cái ngừng đó nó rất là ngắn và nhanh, trên lâm sàng ta chỉ kịp thấy là bệnh nhân hít vào thở ra, thở rất là nhanh nhé. Đấy thì khi nào chúng ta học cái tiền lâm sàng cũng sẽ cho các bạn nghe đầy đủ các cái tiếng bệnh lý đó trên cái mô hình, thì chúng ta sẽ nhận định nó rất là dễ, thở rất là nhanh nhé. Đấy, thế thì đấy là những cái chúng ta có thể gặp được trên lâm sàng, các trường hợp mà khi chúng ta quan sát, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân thở rít này, thở có tiếng cò cử này, chúng ta không cần phải phương tiện ống nghe hay cụ gì, chúng ta ngồi gần bệnh nhân đã có thể xác định được nhé. Đấy thì đấy là cái bước thứ nhất, là chúng ta nhìn, là chúng ta quan sát hình dáng lồng ngực và di động thở đấy, và có cái gì bất thường như nào, bình thường như nào và bất thường như nào thì chúng ta sẽ đánh giá được. Bước thứ hai là sờ rung thanh nhé, mục đích là sờ rung thanh. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái bước chúng ta khám sờ rung thanh, đó là gì? Chúng ta dùng hai lòng bàn tay đây này, hai lòng bàn tay nhé. Chúng ta phải đọc sách trước cho cô cái phần mà phân khu lồng ngực, ở cái buổi tiền lâm sàng sẽ được hướng dẫn đó, phân khu lồng ngực để chúng ta thăm khám lâm sàng hô hấp. Thế thì chúng ta sẽ có phân khu lồng ngực phía sau và phân khu lồng ngực ở hai bên và phân khu lồng ngực phía trước, và quan trọng nhất là phân khu lồng ngực phía sau nhá, và nó cũng phức tạp hơn. Thế thì nó sẽ chia lồng ngực phía sau ra là vùng đỉnh phổi đấy, đỉnh phổi này, rốn phổi và đáy phổi đấy. Thì khi thăm khám lâm sàng chúng ta sẽ khám đỉnh phổi, rốn phổi và đáy phổi, chứ không phải chúng ta khám tất cả cái phần mà có cái xương bả vai, chúng ta sẽ không khám cái vùng đó nhá. Và khi gõ cũng vậy, chúng ta sẽ gõ vào các khoang lên sườn chứ không gõ vào xương sườn nhá. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ dùng hai lòng bàn tay áp lên lồng ngực người bệnh nhá, dùng hai lòng bàn tay áp lên lồng ngực người bệnh đấy, và chúng ta sẽ bảo bệnh nhân đếm 1, 2, 3 hay là
A, B, C, đếm to, trầm, kéo dài để tạo ra cái âm nó rung đấy, và nó dẫn truyền dây âm thanh vào, và nó dây thanh âm, và nó truyền qua cái thành ngực nhá, truyền qua mô phổi, qua thành ngực để chúng ta cảm nhận được trên lòng bàn tay. Thế thì hầu hết nhá, hầu hết các bệnh lý là đều có làm giảm cái khả năng dẫn âm, nên là khi sờ rung thanh sẽ giảm hầu hết. Còn chỉ có trường hợp duy nhất có tổn thương đông đặc nhu mô phổi đấy, ở cái bài buổi sau chúng ta sẽ học các hội chứng lâm sàng, là có hội chứng đông đặc nhá, hội chứng đông đặc nhu phổi gặp trong viêm phổi thùy này, nhồi máu phổi này, các cái xẹp phổi nhé. Thế thì khi mà nhu phổi nó tổn thương đông đặc, nó chắc lại thì cái khả năng dẫn âm nó mới tăng, thì chúng ta sờ rung thanh sẽ tăng, còn tất cả các bệnh lý còn lại sẽ là rung thanh giảm nhé. Như vậy chúng ta sờ gì, chúng ta sẽ lần lượt sờ hai bàn tay áp lên lồng ngực người bệnh, thế chúng ta sẽ đối xứng hai bên để chúng ta so sánh nhé, đỉnh phổi, rốn phổi, đáy phổi, để chúng ta sờ hai bên và phía trước nhé của người bệnh. Thế thì tại sao phải sờ đối xứng để chúng ta so sánh hai bên với nhau? Thế có trường hợp chúng ta nghi ngờ là gì? Nghi ngờ có vẻ đáy phổi bên phải rung thanh giảm chẳng hạn, thì chưa chắc mình đã nghĩ là nó có đúng hay không, chúng ta có thể chéo tay để chúng ta đảo xem cái lòng bàn tay phải mình cảm nhận đúng hay không nhé. Thì đấy là cách chúng ta thao tác trên lâm sàng. Thế thì bước tiếp theo đó là chúng ta gõ. Ở đây gõ thì cái cách gõ chúng ta có hai cách, phương pháp có hai cách, đó là gõ trực tiếp và gõ gián tiếp nhé. Các bạn nhìn nhé, gõ gõ trực tiếp là chúng ta dùng cái ngón giữa của tay phải đây này, ngón giữa của tay phải chúng ta uốn cong nhé. Học lâm sàng, học các cái kỹ năng khám thì các bạn cắt hết móng tay vô nhé. Nói chung là học y là không được để móng tay. Chúng ta uốn cong này, dùng ngón giữa uốn cong và chúng ta gõ gõ đấy, gõ lên hai bên lồng ngực đối xứng. Thì chúng ta cũng khám theo gì, đỉnh phổi bên trái, đỉnh phổi bên phải, rốn phổi bên phải, rốn phổi bên trái, đáy phổi, để gõ lần lượt như thế. Thế nhưng cái gõ trực tiếp này thì chúng ta không làm được đâu nhé, mà cái cách của chúng ta sẽ là gõ gián tiếp. Gõ gián tiếp là gì? Gõ gián tiếp là chúng ta dùng dùng cái ngón giữa tay phải đây này, chúng ta uốn cong gõ lên đốt hai ngón giữa của bàn tay trái nhé. Đây này đấy, dùng ngón giữa của tay phải uốn cong gõ lên đốt hai ngón giữa của bàn tay trái, và bàn tay trái này thì áp lên lồng ngực người bệnh nhé, áp lên lồng ngực người bệnh sao cho các ngón tay nằm vào các kẽ sườn đấy, các ngón tay nằm vào các kẽ sườn, có nghĩa là không được gõ lên xương đúng không. Chúng ta gõ lần lượt đối xứng hai bên, gõ gì, đỉnh phổi bên phải, xong đỉnh phổi bên trái, rốn phổi bên trái, rốn phổi bên phải, đáy phổi bên phải, đáy phổi bên trái đấy, cứ gõ theo đường di dắt như vậy. Thế thì cái phương pháp là gì, nhắc lại nhá, dùng ngón giữa của tay phải nhá, ngón giữa tay phải uốn cong gõ lên ngón giữa, gõ lên ngón giữa, gõ lên ngón giữa của bàn tay trái, và bàn tay trái thì áp lên lồng ngực người bệnh sao cho các ngón tay nằm vào các kẽ sườn. Động tác gõ nhanh mạnh dứt khoát bằng cử động của khớp cổ tay, có nghĩa là gì, chúng ta phải cử động chính bằng cái khớp cổ tay này nhá. Đấy, đây ví dụ này, gõ này. Như vậy chúng ta phải tự tập thôi để cho dẻo tay nhé. Động tác gõ nhanh mạnh dứt khoát bằng cử động của khớp cổ tay, chứ không được chúng ta không đưa cả cái cẳng tay, cái khớp này cứng, mà chúng ta chỉ cử động bằng khớp cổ tay. Có nghĩa là cái trọng lượng chúng ta khám đây này, được khám chỉ của cái bàn tay này thôi. Đấy thì chúng ta phải tập nhé. Đấy, động tác gõ nhanh mạnh dứt khoát bằng cử động của khớp cổ tay. Thế thì chúng ta bình thường trên lâm sàng chúng ta vẫn hay đơn giản là chúng ta gõ gõ luôn đối xứng chính xác, cái bước đấy là cái bước không thể bỏ qua được. Thế còn cẩn thận hơn nhá, thì chúng ta có thể gì, ví dụ bệnh nhân kêu là đau ngực bên phải thì chúng ta có thể gõ cái bên bệnh lý trước nhá, gõ bên lồng ngực bên phải trước, sau đó gõ bên trái, sau đó mới đến cái bước zig zag. Cái bước zig zag, bước sờ lồng ngực, bước quan sát, bước gõ, bước nghe, cái bước mà đối xứng hai bên là quan trọng. Chúng ta mục đích chúng ta so sánh đối xứng hai bên nhé. Đấy chính vì vậy mà cái bước chúng ta có thể gõ từng bên để chúng ta đánh giá, sau đó gõ gõ zig zag. Thế thì không gõ từng bên cũng được, chỉ gõ zig zag luôn cũng được. Thế còn đâu lại chỉ gõ từng bên mà không gõ zig zag thì không được nhá.
bắt buộc phải đánh giá đối xứng hai bên thì chúng ta mới nhận định được. Thế thì bình thường kết quả là gì? Chúng ta sẽ gõ, chúng ta sẽ thấy phổi trong đều hai bên. Đấy, khi chúng ta gõ chúng ta sẽ thấy trong đều hai bên nhá. Đấy thì bây giờ về các bạn sẽ tự thao tác trên người bình thường, các bạn khám cho nhau nhá. Thì cái tiếng gõ đó là cái tiếng trong nhá. Thế còn bất thường là gì? Khi mà bệnh nhân có viêm phổi này, có tràn dịch màng phổi. Đấy, nhất là tràn dịch thì nó có cái màng giữa hai cái màng lá phổi nó có dịch thì đương nhiên chúng ta gõ vào dịch thì nó đục đi thôi, nó dễ hiểu. Ngược lại là có tràn khí chẳng hạn thì gõ nó sẽ trong, gọi là gõ quá trong nhá. Trong là bình thường, chúng ta gọi là gõ vang nhá. Trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh, cái từ người ta gọi là gõ vang như trống, hoặc là cái từ chúng ta dễ nghe thế là thì chúng ta có thể dùng nó vẫn đúng, đó là gõ phổi quá trong hoặc là gõ vang nhé, khi có tràn khí. Đấy, đấy là gọi là cái bước thứ ba. Bước thứ tư là bước nghe. Bước nghe là như thế nào? Bước nghe là chúng ta dùng ống nghe nhé, chúng ta dùng tai nghe này. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ dùng ống nghe. Bình thường chúng ta sẽ nghe, ví dụ ở khí quản chúng ta thì nghe tiếng thở khí quản nhé, và nghe ở hai bên phổi đấy, chúng ta sẽ nghe thấy rì rào phía nang thì cái âm sắc nó êm dịu đấy. Chúng ta cứ đặt ống nghe và bây giờ bệnh nhân sẽ hít thở bình thường nhá. Đấy, thở sâu, hít thở bình thường, đó chính là tiếng thông khí, tiếng rì rào phía nang. Thế thì trường hợp là bệnh lý là khi chúng ta chỉ cần nghe bệnh nhân gì có thay đổi cái tiếng thông khí, tiếng rì rào phía nang chính là tiếng thông khí nhá. Các bạn đặt ống nghe lên lồng ngực một người bình thường, tất cả các bạn nhé, cô dặn đến cái buổi học tiền lâm sàng là 100% mạng phải có nghe nhé. Chúng ta đi học là có áo blue này và có nghe mới vào học ở tại phòng tiền lâm sàng nhé, học cái môn tiền lâm sàng. Chính vì vậy mà đằng nào cũng phải dùng ống nghe, thì tốt nhất là sẽ mua nghe sớm nhé, mua nghe sớm để chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn. Thế thì ở đây chúng ta dùng ống nghe, chúng ta đặt bệnh nhân hít thở bình thường, người bình thường, đấy chính là tiếng rì rào phía nang. Thì khi mà chúng ta nghe thấy cái tiếng thông khí đó, đang nghe hai bên bình thường, bây giờ tự nhiên nghe thấy một người có một bên nó giảm hơn nhiều so với kia thì đó là bất thường, hoặc nó sẽ giảm ở đáy phổi. Nó giảm vị trí nào thì chúng ta nghe thấy như nào, chúng ta mô tả như thế nhá. Bước tiếp theo đó là cái tiếng bất thường mà chúng ta có thể gặp khi chúng ta nghe. Ở đây thì nó có các cái tiếng phụ và các tiếng chúng ta phải nghe được nhé. Đó là các cái tiếng gian. Đấy. Thế thì các cái tiếng thổi thì ở trên lâm sàng thực chất thì nghe rất là khó, rất là khó, và chỉ giới thiệu cho các bạn thôi nhé. Tiếng thổi này, có tiếng thổi ống này, tiếng thổi màng phổi, tiếng thổi hang, tiếng thổi vòi. Đấy. Thực chất là tiếng thổi ống là tiếng thổi mà nó được tạo ra khi âm được truyền qua môi trường tổn thương đông đặc. Đấy, trong trường hợp những cố tiêm cổ truy chẳng hạn, chúng ta có thể nghe thấy nhé, nhưng mà rất là khó. Tiếng thổi màng phổi nhẹ xa xăm nghe trong trường hợp mà bệnh nhân có tràn dịch màng phổi chẳng hạn, thổi hang, tiếng thổi vò, những trường hợp mà có cái ổ áp xe lớn sau khi nó ọc mủ, hoặc các cái hang lao lớn đấy, sau khi nó tạo thành hang rồi khí nó vào nó quật, nó tạo ra cái âm sắc như thế nhé. Đấy, trên lâm sàng nói chung chúng ta khó để gặp bệnh nhân điển hình để chúng ta nghe được như thế. Thế còn các cái tiếng bệnh lý này là chúng ta phải nghe được, đó là tiếng cộc cử này, tiếng rít mà vừa nãy có giới thiệu các bạn rồi. Cái tiếng này là chúng ta lại có thể nghe được khi chúng ta ngồi gần bệnh nhân, trước mặt bệnh nhân, như bệnh nhân bị hen phế quản rất đặc trưng, cơn hen điển hình xuất hiện đột ngột đúng không. Tiếng thở thì có tiếng gì, tiếng thở có tiếng cộc cử đấy, tiếng thở có tiếng cộc cử nhá, thở có tiếng rít, thở có cự rất đặc trưng trong hen phế quản nhé. Tiếng gian rít, gian ngáy hay còn gọi chung là gian khô. Gian rít, gian ngáy là gì? Khi mà trong cái tổn thương, trong nhiều bệnh lý mà cái lòng phế quản, các bạn biết là khi hít vào thở ra đúng không, khí ra vào trao đổi khí, thì trong cái đường thở các cái nhánh phế quản nhé, phế quản lớn vừa nhỏ đấy, chúng ta có các nhánh phế quản lớn, những phế quản vừa, những phế quản nhỏ, phế quản chia nhánh đến tận bao nhiêu,
20 đến 23 thế hệ đúng không? Đến tiểu phế quản tận, rồi đến ống phế nang, túi phế nang, rồi đến các phế nang đúng không? Thế thì khi mà cái tổn thương trong cái bệnh lý thì nó sẽ có tình trạng là phù nề niêm mạc phế quản này nhá, phù nề đấy, tế bào nội mô nó dày lên đấy, phù nề và có tiết dịch nhầy ở trong lòng phế quản, và thứ ba là nó có kích thích gây co thắt cái cơ trơn phế quản là cơ trơn gì, cơ trơn rectocerebellum đấy, chúng ta học học sinh lý ở chỗ. Thế thì ba cái tổn thương đó nó sẽ trong các trường hợp viêm nó đều có phối hợp cả ba cái đó, và mỗi một cái bệnh lý nó sẽ ưu thế cái gì nhiều hơn nhá. Ví dụ hen chẳng hạn thì nó sẽ co thắt nhiều hơn, COPD thì nó lại phù nề, nó viêm nhiều hơn, viêm nhiều hơn đấy, ví dụ thế. Thế thì cả ba cái đó nó làm cho cái lòng phế quản nó hẹp lại nhá, và càng về sau mãn tính dần thì nó càng tổn thương nặng hơn. Thì khi các cái nhánh phế quản nó hẹp lại ở nhiều nơi như thế thì không khí nó đi từ các cái chỗ rộng hơn đi qua chỗ hẹp, tạo ra cái tiếng ran rít ran ngáy nhé, tùy theo cái tổn thương là nó ở nhánh phế quản lớn vừa, tạo ra các cái âm sắc nó khác nhau đấy. Thì thường trong các bệnh lý đặc trưng đó là hen phế quản nhé, mức độ vừa có thể nghe thấy ran rít ran ngáy rất là rõ, hoặc các trường hợp có chít hẹp phế quản đều có thể nghe thấy ran rít ran ngáy nhé, COPD nhé, thậm chí là viêm phế quản cấp chúng ta cũng có thể nghe được. Còn răn ẩm hay còn gọi là răn ướt nhá, thì cái bản chất cái tên của nó cũng đã nói lên, cái tên của nó nói lên cái tổn thương bản chất rồi. Vì trong tất cả các bệnh lý của đường hô hấp có viêm nhiễm đường hô hấp nhá, trong tất cả các bệnh lý có viêm nhiễm đường hô hấp thì khi có tiết dịch nhầy đờm trong đường hô hấp đấy, thì khi bệnh nhân hít vào thở ra đúng không, tức là không khí lưu thông nó làm xáo trộn cái dịch trong phế quản, tạo ra cái tiếng nó hơi giống cái tiếng lọc sọc đấy, người ta gọi là gian ẩm, do di chuyển cái dịch ở trong lòng phế quản. Thế thì người ta chia ra nếu như nó ở lòng phế quản rộng nhé, lòng phế quản rộng hơn thì là gian ẩm to hạt, phế quản vừa là gian ẩm vừa hạt, và nhỏ hơn là gian ẩm nhỏ hạt nhé. Đấy, thế thì cái tiếng răng ẩm này là đa số trong các bệnh lý có viêm tiết dịch nhầy nhá trong đường hô hấp là chúng ta nghe được. Như vậy các cái tiếng răng này là trên lâm sàng là chắc chắn chúng ta sẽ gặp bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân có ứ động dịch ở đường hô hấp đấy, suy tim lâu ngày, suy tim ứ động đấy, bệnh nhân nằm lâu, người lớn tuổi bị liệt, bị tai biến, bị chấn thương sọ não, mấy các trường hợp mà nằm lâu nó cũng ứ động dịch ở trong đường hô hấp và cũng phải nghe thấy răn ẩm nhé. Cái còn răn nổ thì nó đặc trưng hơn của cái tổn thương nhu mô phổi, và đây là bản chất của nó là do nó bóc tách cái phế nang. Khi mà cái trao đổi khí chúng ta biết là đến tận cùng cái phế nang nhé, cái phế nang như thế này, và cái màng bên ngoài đó là gọi là cái mạng lưới mao mạch bao phủ sát đó, và cái trao đổi khí diễn ra ở cái màng phế nang mao mạch đúng không, người ta gọi là màng hô hấp nhé, màng hô hấp trao đổi khí và máu đấy. Thế thì tổn thương viêm nó sẽ dính dính các cái phế nang lại, thế mà khi bệnh nhân thì hít thở đúng không, và nó làm bóc tách cái phế nang viêm dính đó ra nhé, thế và nó tạo ra cái âm sắc gọi là răn nổ, nghe nó rất giống với răn ẩm nhỏ hạt nhưng mà âm nó đanh hơn đấy. Y văn là mô tả nó thì lách tách giống tiếng muối giang nhưng không hẳn nó rõ như thế đâu nhé. Trên lâm sàng nếu mà chúng ta gặp bệnh nhân, nhất là bệnh nhân lao phổi răn nổ cực kỳ nhiều đấy, nghe thật nghe ở phía trước này, nghe định phổi rất là nhiều răn nổ nhá đấy. Thế thì bản chất như vậy, chính vì vậy mà chúng ta sẽ nghe thấy gì, nghe thấy chủ yếu ở thì hít vào đúng không, thì nó mới bóc tách phế nang đúng không, đấy là răn nổ. Thế còn răn ẩm thì nó sẽ di chuyển, thì chúng ta sẽ nghe thấy cả hai thì nhá. Như vậy cả răn ẩm và răn nổ sẽ gặp trong trường hợp răn ẩm to hạt vừa hạt là tổn thương phế quản đúng không, còn răn ẩm nhỏ hạt và răn nổ sẽ là gặp trong các cái tổn thương nhu mô phổi, ví dụ như bệnh nhân lao, bệnh nhân có viêm phổi nhá, chúng ta sẽ nghe thấy răn ẩm nhỏ hạt răn nổ thì rất đặc trưng. Tiếng cọ màng phổi, tiếng cọ màng phổi thì trong mô đun tim mạch sau này chúng ta học cũng sẽ có cái tiếng cọ màng tim, về bản chất là rất giống nhau, cơ chế giống nhau.
chúng ta biết là màng phổi, bộ máy hô hấp thì chúng ta vừa mới học giải phẫu rồi, nhưng cũng nhắc lại, gồm có hai lá phổi hai bên, đúng không? Và được bao bọc bởi màng phổi. Màng phổi thì lại gồm có hai lá, đúng không? Lá thành là lót mặt trong của lồng ngực, lá tạng là ôm sát vào nhu mô phổi. Thế thì ở giữa gọi là hai lá, nhưng mà nó liên tục với nhau và nó tạo thành cái khoang kín nhé, khoang kín, khoang ảo đấy. Thế thì hai hai bên phổi phải trái là hai cái khoang màng phổi khác nhau nhé. Thế thì bình thường trong cái khoang màng phổi đó nó có một chút dịch thôi để đủ để cho hai lá màng phổi nó trượt lên nhau dễ dàng trong động tác hô hấp. Thế thì trong các trường hợp viêm nhiễm nhé, tạo ra cái ma sát mà nó làm cho gây tình trạng viêm giữa hai cái lá màng phổi đó, và khi nó bệnh nhân hít thở nó cọ vào nhau và nó tạo ra cái âm sắc thô ráp nhé, chắc chắn là nó sẽ phải trùng với nhịp thở, đúng không? Còn tiếng cọ màng tim thì nó sẽ trùng với tần số tim đấy, còn bản chất cơ chế là giống nhau đấy, thì cái âm nó thô ráp nhé, trùng với nhịp thở. Thì đấy là trong các tổn thương, ví dụ bệnh nhân có viêm màng ngoài tim này, viêm khô màng ngoài tim này, trong các bệnh tự miễn này, hoặc là bệnh nhân có tràn dịch màng ngoài tim do nhiều nguyên nhân, xong khi quá trình mình điều trị nhé, có thể giai đoạn đầu chưa bắt đầu tiết dịch, hoặc giai đoạn cuối khi điều trị hết dịch rồi, nó sẽ tạo ra cái tiếng cọ màng phổi đó, và nghe nó rất là thô ráp và cực kỳ là đặc trưng nhé. Đấy là các cái tiếng bệnh lý. Như vậy thì để khám lâm sàng, khám thực thể một bệnh nhân nhé, thì ta lưu ý chúng ta phải biết trình bày cái phân khu lồng ngực nhé, thì phối hợp với cái tiền lâm sàng. Phân khu lồng ngực, chúng ta có phân khu lồng ngực phía sau hai bên và phía trước nhé. Cái phần này các bạn phải tự đọc tài liệu trước, để cái buổi học đó chúng ta sẽ có hiệu quả hơn. Và để cái thao tác chúng ta khám đây này, chúng ta sẽ khám gì? Chúng ta sẽ khám trình tự theo 4 bước nhé. Nhìn, sờ, gõ, nghe. Đấy thì mục đích của từng bước như thế nào, phương pháp như thế nào, và kết quả như nào thì vừa trình bày với các bạn. Thế thì ở đây quan trọng nhất là các cái tiếng bệnh lý mà khi chúng ta nghe nhé. Ở đây chúng ta nghe bằng ống nghe, thì các cái tiếng đó là tiếng răn rít, răn ngáy, răn ẩm, răn nổ, là tiếng cọ màng phổi thì phải gặp bệnh nhân thì chúng ta mới nghe được. Nó dễ nhưng mà ít khi gặp bệnh nhân. Thế còn tiếng răn rít, răn ngáy, răn ẩm, răn nổ là chắc chắn trên lâm sàng các bạn sẽ gặp, và bắt buộc các bạn phải nghe được các cái tiếng bệnh lý đó nhé. Đấy, hoặc là các cái tiếng thở rít, thở rít, ví dụ có trường hợp mà chúng ta nghe chúng ta biết là có chít hẹp phế quản, khí phế quản đấy. Tiếng rít ở thì hít vào chúng ta cũng có thể nhận định được, rít thì thở ra này, tiếng thở rít cả hai thì đấy, chúng ta đều có thể nghe được nhé. Thì trên mô hình cũng sẽ cho các bạn nghe. Thế và hai cái rối loạn nhịp thở nhé. Nhịp thở bình thường mình nhận định được rối loạn thở chúng ta có thể nghe ở trên mô hình. Thế còn đâu rối loạn nhịp thở mà trên lâm sàng, thì với lâm sàng nội khoa thì các bạn đi cả vòng bệnh học Y4, và triệu chứng là cuối sang năm, cuối Y3 là các bạn đi lâm sàng triệu chứng nội, và đến Y4 các bạn đi học bệnh học, thì chúng ta vẫn khó có thể gặp được bệnh nhân như thế nhá. Chỉ có thể chúng ta đi hồi sức cấp cứu chúng ta mới gặp các rối loạn thở thôi nhá. Thế thì nên là cũng chỉ giới thiệu trên mô hình cho các bạn nghe. Chúng ta sang cái phần thứ hai là các thăm dò cận lâm sàng nhé. Chúng ta sang cận lâm sàng. Các thăm dò cận lâm sàng ứng dụng trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp nhé. Ở đây chúng ta gồm có các cái thăm dò chia làm 4 nhóm, đó là các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh này, thứ hai là các cái xét nghiệm nhé, và thứ ba là các cái nhóm mà chúng ta nó phối hợp giữa cả cái thăm dò và cái nội soi, đó là chúng ta vừa có hình ảnh rồi đấy, đó là kỹ thuật nội soi phế quản, chúng ta xếp làm nhóm riêng vì nó rất đặc trưng cho bệnh lý hô hấp. Và cái nhóm thứ tư là đo chức năng hô hấp, cũng đặc trưng riêng của bệnh lý hô hấp nhé. Chúng ta vào cái kỹ thuật cái phần thứ nhất, đó là các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Chúng ta lưu ý nhé, các bạn nghe rõ, lưu ý ở đây là các thăm dò cận lâm sàng
trong chẩn đoán bệnh hô hấp, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh hô hấp nhé. Đấy chúng ta nhớ đấy, trong bệnh hô hấp nói chung nhé, có những bệnh nào dùng được kỹ thuật gì, chứ không phải là trong khám phổi chúng ta không phải dùng chung cái từ là phổi nhé, mà trong bệnh hô hấp thì có rất đa dạng rất nhiều bệnh. Thế thì thứ nhất là kỹ thuật thứ nhất đó là chụp X-quang ngực, thì ở đây có ngực thẳng, ngực nghiêng, đó là cái cơ bản nhất là cái X-quang ngực thẳng. Trước đây chúng ta hay gọi là phim X-quang tim phổi chuẩn thì vẫn là nó, hoặc X-quang tim phổi, hoặc chụp X-quang phổi cũng vẫn là nó nhá. Thế nhưng cái từ danh mục trong cái danh mục kỹ thuật y khoa của Bộ Y tế đấy chúng ta hiện nay nhé, thì cái từ chính xác nó là X-quang ngực đấy, hoặc X-quang ngực nghiêng đấy. Thì cụ thể như thế nào thì đây là cái từ đúng theo cái chuyên môn chính xác bây giờ thì chúng ta dùng cho nó chuẩn chuẩn nhé. Còn đâu chúng ta vẫn hiểu là phim phổi chuẩn, phim tim phổi thì vẫn X-quang tim phổi vẫn là nó nhé. Thế thì hôm trước lớp trưởng có hỏi cô về tài liệu, tại vì đang nghỉ không 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 gặp được các bạn nên là cô cũng không thể cho mượn được cái sách được. Thế thì cái lớp hai lớp các bạn học lớp vừa rồi đã học ấy, lớp E lớp F là cô đã cho mượn sách để các bạn photo nhé. Đấy thì tài liệu đấy là cô cũng in ra từ tập hợp của các giảng viên tham gia giảng dạy trong room các bộ môn. Thế còn trong quá trình học nếu mà các bộ môn có cập nhật cái gì thì các giảng viên sẽ cung cấp cho các em. Thế thì quan trọng là các em phải đi nghe giảng. Thế thì cái sách này thì trong cái tài liệu thì có rất là đầy đủ. Ví dụ cô lấy ví dụ nói về kỹ thuật chụp X-quang ngực thẳng này, trong tài liệu có đầy đủ là gì? Các cái kỹ thuật này làm như thế nào, chỉ định như thế nào? Thì chúng ta biết là ở trong trên lâm sàng thì chụp X-quang ngực thẳng này nó được coi như là nếu như bệnh nhân vào điều trị nội khoa nhé, đây nó là một trong các cái thăm dò cận lâm sàng cơ bản với tất cả bệnh nhân điều trị nội trú, nội khoa nói chung, chứ không phải chỉ bệnh hô hấp nhé. Ví dụ bệnh nhân bây giờ vào điều trị tăng huyết áp, bệnh nhân vào điều trị xơ gan thì cái chụp phổi, cái chụp X-quang ngực thẳng này nó là một cái thăm dò cơ bản bắt buộc bệnh nhân nào cũng phải làm khi điều trị nội trú. Như vậy thì kể cả chúng ta thấy trên lâm sàng mà nếu như các cái đơn vị mà người ta khám sức khỏe sàng lọc ấy, kiểm tra sức khỏe mà cẩn thận là người ta cũng đã cho cái chụp này vào rồi nhá. Đấy thì đây là một kỹ thuật đơn giản có thể thực hiện được ở mọi tuyến y tế cơ sở nhá. Các cái phòng khám tư là người ta lớn một chút là người ta đã chụp được rồi, các bệnh viện, các trung tâm y tế huyện nhá, đúng không? Là người ta sẽ có máy chụp này rồi. Và kết quả của cái phương pháp chụp này thì nó sơ bộ cho chúng ta đánh giá về mặt hình thái lẫn chức năng, sơ bộ đánh giá về mặt hình thái lẫn chức năng nhá. Chính vì vậy mà rất rất cần thiết, đơn giản nhưng mà cũng rất là quan trọng với những điều kiện bây giờ. Nếu cái máy mà tốt ấy, cái tia nó chụp chuẩn á, thì đọc phim nó mang lại cái kết quả rất là tốt. Thế thì ở trong tài liệu thì sau này các bạn có những tài liệu các bạn đọc thêm cho cô nhé, rất chi tiết là ví dụ cái cách chụp cái nguồn tia chúng ta đứng như thế nào. Thực chất là ở cái phần chúng ta còn học module trong module này học cái phần chẩn đoán hình ảnh, học rất kỹ, chắc chắn thầy Thương sẽ nói nhiều với các bạn về cái này đấy, nên là cô cũng đã nói ở đây cũng chỉ là giới thiệu cho các bạn thôi nhé. Thế thì cái phần này chẩn đoán hình ảnh sẽ giảm cho các bạn, bộ môn chẩn đoán hình ảnh giảm rất nhiều. Thế thì cái nguồn tia ví dụ như đúng cách như thế nào để chúng ta chụp bình thường, chúng ta biết là chúng ta học chúng ta ra là bác sĩ đúng không? Thế thì cái chụp này là chụp gì, kỹ thuật viên người ta chụp chứ không phải bác sĩ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải biết bản chất của kỹ thuật như thế nào, và kết quả đọc cũng là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhá, chuyên khoa người ta đọc cho chúng ta. Thế nhưng không phải người ta đọc ví dụ người ta nhầm lẫn giữa bệnh nhân này bệnh kia, hoặc là do sai sót gì đó chẳng hạn mà đưa lại kết quả mà chúng ta thấy nó vô lý quá chúng ta cũng chấp nhận là không được. Thì nếu chúng ta làm lâm sàng thì chúng ta cũng phải biết sơ bộ cái tổn thương đó có đúng thế hay không, mà có lý hay không, hoặc thậm chí là trên lâm sàng thì rất nhiều lúc là gì, ví dụ chúng ta gửi bệnh nhân đi chụp nhưng chúng ta nghi cái gì đó, nhưng chụp về kết quả không thỏa đáng, chúng ta thấy nghi ngờ chúng ta vẫn có thể gọi lại, chúng ta thảo luận hội chẩn lại với lại bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để xem là cần đọc lại hay là nhiều khi hoặc những cái trường hợp ca khó hay là chụp chúng ta cần phải nhìn kỹ chỗ tổn thương nào nào đó thì chúng ta có thể
trên cái giấy gửi đi chúng ta ghi chú vào đó để cho bác sĩ chẩn đoán ảnh người ta lưu ý hơn nhé. Đấy thì là cái chụp phim là như vậy nhé. Đấy thì sơ bộ đánh giá thì trên cái phim thì chúng ta sẽ đọc, nó sẽ có cơ bản đọc và đánh giá về hình thái và chức năng, chúng ta sẽ nhìn thấy các nhánh phế quản mạch máu này, và một cái phim đạt chuẩn chúng ta sẽ quan sát toàn bộ hai phế trường phổi nhé. Đấy, hai phế trường phổi và các cái đỉnh phổi nhá, rốn phổi, góc tâm hoành và góc sườn hoành. Đây cho các bạn xem cái phim, đây là một cái phim phổi đây nhá, một cái phim đây các bạn nhìn, đây là lăng, đây là phổi nhá, đấy phổi phải, đây là phổi trái này nhá. Đấy, thế thì một cái phim bình thường thì kỹ thuật viên chụp họ sẽ gì? Bây giờ lớp mình là 101 bạn đấy nha. Kỹ thuật viên chụp thì họ sẽ ký hiệu cho chúng ta. Chữ L là cái gì? L là gì? Bên trái đúng không? Left nhá. Thế thì chúng ta sẽ quan sát rõ toàn bộ hai phía trường. Đây mới là cái phim đạt yêu cầu nhá. Đấy, đây là các nhánh phế quản và mạch máu này. Đấy, chúng ta thấy, và đây là cái nhu mô phổi, gọi là phổi sáng nhưng nó vẫn có các cái nhánh phế quản và mạch máu đây, đúng không? Thế thì kỹ thuật viên họ sẽ ký hiệu cho chúng ta là bên trái. Thế nhưng mà giả sử sai sót, sơ suất người ta không ký hiệu này thì chúng ta phải biết cách nhận định, đúng không? Thế thì cái tư thế một chân cái phim thì chúng ta thấy bao giờ cái bóng trung thất, đây, bóng tim đây nhá. Đấy, bóng tim nó sẽ gì? Nó hơi lệch sang bên trái một chút nhá. Hơi lệch sang bên trái một chút, và cái vòm hoành bên phải đi, hai cái vòm hoành bình thường nó vẫn hơi khung tròn, rất là mềm mại, đúng không? Và cái vòm hoành bên phải bao giờ cũng cao hơn vòm hoành trái một chút nhá. Đấy, vì nó có cái gan ở phía dưới này, cái vòm hoành phải nó sẽ cao hơn, và đây là hai góc tâm hoành nhá, giữa tim và cơ hoành thì gọi hai góc tâm hoành, còn đây gọi là góc sườn hoành. Đấy, góc sườn hoành đấy, nhu mô phổi sáng và nó sáng đến tận cái góc này, tận dưới này nhá. Thế thì cách chúng ta nhận tư thế phim là gì? Một, nếu như ký hiệu nói những ký hiệu thì cũng phải logic, đúng không? Bóng tim lệch trái này, vòm hoành phải cao hơn này, và thứ ba là đây này, hơi sáng đây này. Đấy, nhá, hơi sáng một chút ở đây là chính là cái bóng hơi dạ dày nhá, dạ dày nó sẽ lệch sang đây. Để chúng ta xem cái phim này, hình chiếu của cái phim này thì nó bị cắt cụt nên nó chưa được rõ nhá, đầy đủ. Cái góc sườn hoành bao giờ cũng phải sáng. Đây chúng ta nhìn đây. Đấy, đây là thực quản này. Phía sau, tức là hình chiếu của nó lên. Thế thì đây, đây đúng không? Đây là bóng hơi dạ dày. Đấy. Thế thì trên cái phim bao giờ chúng ta nhìn ra sẽ thấy, thì quan sát toàn bộ hai phía trường này. Bóng tim nhá, nó sẽ lệch sang trái. Vòm hoành phải cao hơn vòm hoành trái. Và bóng hơi dạ dày. Đấy là ba yếu tố để chúng ta nhận định tư thế phim. Đấy là với một người bình thường nhé. Chứ còn cái người mà đảo phủ tạng thì nó sẽ lật ngược lại, thì chúng ta phải phối hợp với khám lâm sàng để chúng ta đánh giá nhé. Đấy, chúng ta thấy rõ. Đấy, nhé. Đây, phổi bên phải đấy nhé. Phổi bên phải có hai rãnh lên thùy. Đang check để chia ra thùy trên, thùy giữa, thùy dưới. Đây, phổi trái này cũng có hai thùy trên. Thì chúng ta nhìn đây các thành phần các mạch máu lớn nhá. Đây là động mạch chủ đây này nhá. Động mạch phổi đây. Đấy. Đây là nhĩ trái nhá. Nhĩ trái này, thất trái này. Động mạch phổi thường là nhĩ trái nó nhỏ lắm nhá, để nhĩ trái thất trái này. Đấy. Góc sườn hoành hai bên góc gan đấy nhá. Đấy, chúng ta nhìn rõ nhá. Đấy, đây là một cái phim và các thành phần chi tiết chúng ta nhìn rõ nhá. Đấy là kỹ thuật thứ nhất, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thứ nhất, chụp X quang ngực nhá. Thế còn chi tiết như thế nào
Ở đây ta sẽ đọc các tổn thương và phế quản mạch máu và tổn thương nhu mô nhé. Đấy. Thế và kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật nhé, chúng ta lưu ý đấy, chúng ta dặn lại thăm dò cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp nhé. Đấy. Thế siêu âm là gì? Chúng ta học cái môn lý sinh, các bạn học lý sinh là học Y1 đúng không? Môn lý sinh là học các nguyên lý vật lý ứng dụng trong y học. Đấy, thì chúng ta biết là trong đó tôi lấy ví dụ như là học cái tia X này ứng dụng để như nào, ví dụ cản quang như nào, ra phim âm bản hay như nào đây, đúng không? Cái siêu âm vậy chúng ta học cái sóng siêu âm nó có đặc tính như thế nào để ứng dụng trong chẩn đoán từng bệnh lý, từng cơ quan. Ví dụ là gì? Sóng siêu âm nó xuyên qua tạng đặc hay tạng rỗng? Nó sẽ xuyên qua tạng đặc, đúng không? Chính vì vậy, nếu như nói là siêu âm trong xương phổi thì chúng ta sẽ sai hoàn toàn nhé. Các bạn tắt mic đi thưa cô nhé. Siêu âm để chúng ta siêu âm phổi thì sẽ là sai. Và ứng dụng siêu âm chỉ được sử dụng trong một trong ba trường hợp. Thứ nhất là bệnh nhân có tràn dịch mạc phổi để chúng ta xác định chính xác xem là bệnh nhân có tràn dịch mạc phổi hay không. Và chúng ta quan trọng chúng ta đánh dấu vị trí tràn dịch để xem là bệnh nhân này, chúng ta cái thủ thuật chúng ta chọc dò dịch mạc phổi cho thuận lợi. Đấy là cái vai trò của siêu âm trong trường hợp chủ yếu nhất hay gặp nhất trên lâm sàng. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân có các cái khối u lớn nằm sát cái thành ngực, u phổi nhá, lớn nằm sát cái thành ngực. Và thứ ba là các ổ áp xe lớn nằm sát cái thành ngực. Tại sao phải u với ổ áp xe nằm sát cái thành ngực? Vì chúng ta biết là u phổi là cái tổ chức phổi, nó là tổ chức xốp đúng không, và nó có chứa khí trong đó. Chính vì vậy nếu như siêu âm, vì siêu âm nguyên lý là sóng siêu âm xuyên qua tạng đặc, chính vậy mà siêu âm qua nhu phổi chúng ta sẽ không nhìn được nhé. Trên lâm sàng thì chúng ta biết có những bệnh nhân mà phổi bị giãn phế nang ấy, ứ khí nhiều trong trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, giãn phế nang, thì khi mà bệnh nhân có các cái bệnh tim nữa thì khi đó chúng ta siêu âm tim, siêu âm Doppler tim thì cái khí ở phổi nó cản trở làm cho cái sóng siêu âm đó chúng ta mờ lắm và không đo đạt được các thông số của tim. Đấy, trên lâm sàng như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết là sóng siêu âm chỉ được ứng dụng trong trường hợp thì đấy, có 3 trường hợp, tức là siêu âm dịch mạc phổi với khối u lớn nằm sát với thành ngực và các cái ổ áp xe lớn nhé, sát thành ngực chúng ta mới siêu âm, đỡ bị các cái âm của cái khí nó cản âm thì chúng ta mới có thể nhìn được nhé. Trường hợp thứ ba là chụp cắt lớp vi tính. Chụp cắt lớp vi tính chúng ta vẫn hay gọi tắt là chụp CT đúng không, computer tomography ấy. Thế thì cái tác giả phát minh ra cái kỹ thuật chụp này nhé, tác giả phát minh ra kỹ thuật chụp này tên ông là Hauschild. Thế thì khi phát minh ra kỹ thuật chụp này, cái phát minh ra này là từ năm 1973, là ứng dụng để chụp cắt lớp sọ não. Đấy, sau này chúng ta học trong module thần kinh nhé, và trong cái bệnh học thần kinh như thế, chụp cắt lớp sọ não trong trường hợp như bệnh nhân có tai biến mạch máu não, nhồi máu não hay xuất huyết não. Đấy, nhồi máu não thì sẽ là tổn thương giảm tỷ trọng, xuất huyết chảy máu là tăng tỷ trọng. Thế thì người ta lấy chính cái tên của cái ông tác giả này là Hauschild để làm cái đơn vị đo tỷ trọng trong chụp cắt lớp. Thế thì khi phát minh ra là ứng dụng chủ yếu là để chụp sọ não thôi, nhưng sau đó người ta thấy nó rất có giá trị khi chụp trong các bệnh lý khác, và đặc biệt là trong chụp phổi nhé, có giá trị để người ta đánh giá là có cái tổn thương ở phổi, rất hay chụp CT. Và đây là một cái thăm dò nó cũng không xâm nhập, không gây đau nhé, và nó gì, nó chỉ là cái tia nó đọc thôi, với so một cái phim chụp cắt lớp thông thường nhé. Tại vì nó có chụp cắt lớp thông thường, chụp cắt lớp xoắn ốc, chụp cắt lớp gọi là các lớp mỏng đấy, tức là theo chỉ định của bác sĩ nhé. Thì ở đây với một cái phim chụp cắt lớp thông thường thì người ta tính là cái mức độc
của cái tia X này này nó gấp khoảng 170 lần một cái phim chụp phổi thường. Đấy, nhưng không phải vì cứ độc thế chúng ta không chụp, đúng không? Rõ ràng là khi đưa cái xạ một người thì cái nguy cơ nó cũng ảnh hưởng sức khỏe, nhưng mà cần thiết thì chúng ta vẫn phải làm nhé. Sóng siêu âm này thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà cái chụp cắt lớp vi tính này thì nó sẽ ảnh hưởng độc của cái tia X này. Và chúng ta sẽ tùy theo đấy, chụp cắt lớp thông thường thì còn chụp xoắn ốc, chụp độ phân giải cao thì có thể nó còn ảnh hưởng nhiều hơn. Thế thì cần thiết thì chúng ta vẫn phải chụp, và hiện tại bây giờ cái giá thành của nó cũng tương đối là chấp nhận được, rẻ khoảng 600-700 gì đó, và bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán, chính vì vậy mà nó được ứng dụng tương đối rộng rãi trong các chuyên ngành của bệnh nhân bệnh lý hô hấp nhé. Tiếp theo là chụp mạch phổi. Ở đây có chụp động mạch phổi và chụp động mạch phế quản. Kỹ thuật chụp này thì nó liên quan đến các cái xử trí biến cố nhiều hơn. Đấy, thì khi mà làm, tại vì chụp động mạch như này là phải chụp có cản quang, đúng không? Tiêm thuốc cản quang, tất nhiên là nó phải có một cái chỉ định là chụp là phải đúng chỉ định, tức là không có chống chỉ định. Ví dụ có suy thận chẳng hạn, dùng thuốc cản quang thì đúng là không thể chụp được, đúng không? Để khiêng bệnh nhân đi chạy thận cấp cứu à? Thì khi không có chống chỉ định, tức là đúng chỉ định rồi, chúng ta chụp thì phải chụp ở những đơn vị có khả năng phẫu thuật lồng ngực, tức là cái đơn vị chuyên sâu nhé, đơn vị chuyên sâu về về phẫu thuật lồng ngực đó thì ta mới dám làm. Thế thì ở đây thì sao? Ví dụ như chụp động mạch phổi là một cái kỹ thuật gọi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán nhồi máu phổi nhé. Tiêu chuẩn vàng, nó sẽ có hình ảnh khuyết hoặc hình cắt cụt đấy động mạch, tất nhiên thì dựa vào các xét nghiệm chụp chiếu khác nữa. Thế nhưng mà cái này nó rất có giá trị, và khi mà chúng ta chụp, chúng ta tưởng tượng phát hiện cái huyết khối trong động mạch phổi nhá, huyết khối tắc mạch phổi bệnh nhân ngấp nghé, cái nguy cơ tử vong rất là cao. Thế thì nếu như nó có rủi ro gì thì cái đơn vị đó phải đủ khả năng để có thể mở lồng ngực phẫu thuật nhá. Đấy thì phẫu thuật lồng ngực là cái phẫu thuật rất chuyên sâu, chính vì vậy chúng ta phải làm ở những cái đơn vị có chuyên môn sâu thì chúng ta mới tiến hành được cái kỹ thuật này. Hoặc là chụp động mạch phế quản, vậy chụp động mạch phế quản là trong trường hợp mà các cái nghi ngờ các cái dị dạng mạch nhé, ví dụ dò động tĩnh mạch phế quản là ta chụp mạch. Thế còn cái kỹ thuật tiếp theo là chụp cộng hưởng từ, chụp cộng hưởng từ lồng ngực cũng có giá trị nhé, tuy rằng là nó đắt hơn so với chụp cắt lớp vi tính. Thế thì người ta trên lâm sàng thực ra người ta vẫn sử dụng với hô hấp là chụp cắt lớp vi tính, rẻ tiền hơn mà người ta thấy giá trị hơn nhé. Thế thì cái nguyên lý thì nó khác nhau đấy, sau này tôi học chẩn đoán hình ảnh nó sẽ rõ hơn. Chụp cộng hưởng từ thì nguyên lý nó là nguyên lý nó lại dùng từ trường cơ nhá, đấy nên là chúng ta sẽ có những cái chỉ định và chống chỉ định nó sẽ khác nhá. Đấy, và cái kỹ thuật cuối cùng trong kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đó là chụp PET nhá, PET CT, gọi là PET CT hay là PET scanning nhá. Ở đây chụp PET là cái kỹ thuật gọi là bây giờ hiện tại bây giờ cái chỉ định này nó cũng có một số ở các viện lớn, đặc biệt là trong chuyên ngành ung thư nhá. Vì sao người ta chẩn đoán cái này, dùng kỹ thuật này với bệnh nhân ung thư? Vì ở đây người ta ứng dụng cái nguyên lý của nó là người ta dựa vào cái nguyên lý là dựa vào cái ái lực của tế bào ung thư với phân tử đường nhá, ái lực của tế bào ung thư với phân tử đường. Chính vì vậy mà khi người ta đưa một lượng đường vào trong cơ thể, người ta truyền đường thì nó sẽ tập trung vào các cái khối u. Đấy, chính vì vậy và chụp PET ở đây là người ta sẽ quét toàn bộ cơ thể. Đấy, và người ta sẽ phát hiện được ra, ví dụ một bệnh nhân mà có ung thư ở một cơ quan nào đó, và khi mà chúng ta đang tìm xem là nó có di căn đến những đâu nhá, di căn đâu người ta dùng cái này. Hoặc vì ở Việt Nam thường là phát hiện ung thư muộn, đúng không? Và thứ hai nữa là trường hợp mà bệnh nhân có khi chúng ta phát hiện được cái di căn của ung thư nhưng lại không biết nguyên ủy của ung thư ở đâu. Đấy thì chúng ta cũng dùng cái kỹ thuật này. Đấy, thì thực tế trên sàng có ví dụ có bệnh nhân ung thư thận chẳng hạn này, khi nó đã di căn có thể di căn đến cột sống này, đúng không? Di căn đến phổi chẳng hạn, có những chỗ người ta chưa phát hiện ra, có khi bệnh nhân đau rồi các triệu chứng
nó bênh bao người bệnh, người ta khó chịu không tìm được đấy, thì người ta sẽ sử dụng kỹ thuật này và là sàng lọc rất là tốt, rất có giá trị trong chuyên ngành ung thư nhé. Và hiện tại bây giờ cũng chỉ ở các viện lớn đầu ngành mới có thôi nhé, ví dụ Việt Đức này, Viện Ca này, Trung tâm Hiếu, Viện Bạch Mai này, đấy thì những cái đơn vị đầu ngành đó thì mới có cái thiết bị chụp này. Và chụp bây giờ hiện tại giá thành một lần chụp cái PET này là dao động, cũng nhớ chính xác nhưng nó tầm khoảng 28 triệu, 28 cho đến 30 triệu một lần chụp đấy, nên không phải là chúng ta cứ muốn người ta chụp đúng không, đấy nó còn liên quan đến vấn đề tài chính của bệnh nhân nữa nhá. Đấy thì đây đây là các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thông thường hay sử dụng nhá, chúng ta lưu ý các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ứng dụng trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp. Đấy thì tùy theo bệnh lý mà chúng ta sẽ lựa chọn cái kỹ thuật khác nhau, chứ không phải là có nhiều tiền thì lựa chọn kỹ thuật đắt tiền đúng không. Đấy còn chụp cái quang ngực thì đương nhiên là cái đầu tiên bệnh nhân nào cũng được làm rồi. Sang phần thứ hai là các cái xét nghiệm. Ở đây thì chúng ta trong bệnh lý hô hấp thì nó có các chất tiết của phế quản, chất tiết của phế quản và một cái chất thải tiết của bệnh lý hô hấp nói chung, nữa là cái dịch dịch màng phổi cũng được xếp vào chất tiết của bệnh lý hô hấp nhé. Thế thì xét nghiệm chúng ta thường chúng ta sẽ xét nghiệm cả về sinh hóa, về tế bào và vi sinh, hai cái cơ bản đó là tế bào vi sinh, và chúng ta xét nghiệm sinh hóa nữa nhé, các cái thành phần của các chất tiết này, đặc biệt là dịch màng phổi nhé. Thế thì xét nghiệm sinh hóa là xét nghiệm gì? Cô lấy ví dụ là xét nghiệm các cái men đấy, đầu tiên là xét nghiệm protein nhé, định lượng protein, nếu như protein trên 30 gram lít thì đấy là tràn dịch màng phổi. Cái dịch màng phổi nhé là tràn dịch màng phổi, dịch tiết nhé, đấy là các cái bệnh lý ví dụ ung thư này, lao, viêm phổi, màng phổi do vi khuẩn. Còn trường hợp mà tràn dịch thấm, tràn dịch màng phổi dịch thấm là khi mà protein dưới 30 gram lít là tràn dịch, trong tràn dịch triệu chứng trong các bệnh lý ví dụ như trong suy tim giai đoạn cuối này, xơ gan này, suy thận. Khi đến giai đoạn cuối nhá, bệnh nhân có thể có tràn dịch đa màng thì bệnh nhân sẽ có cái tình trạng có thể cả tràn dịch màng phổi này, màng tim, màng bụng nhá. Thì cái cơ chế tràn dịch đấy nó hoàn toàn khác nhau nhá. Dịch tiết thì thường là do cái cơ chế nó tăng tính thấm, thế nhưng mà ví dụ trong tràn dịch dịch thấm trong suy tim thì nó cơ chế là chúng ta học sinh bệnh rồi chúng ta biết nó sẽ là do tăng áp lực thủy tĩnh nhé, ví dụ trong xơ gan nhé thì do giảm áp lực keo đấy, thì chúng ta có thể gặp cái tùy theo nguyên nhân nó sẽ khác nhau. Thế và xét nghiệm đấy là xét nghiệm về sinh hóa, xét nghiệm các cái thành phần, các cái men, xét nghiệm đường đấy, các thành phần trong đó. Thế còn xét nghiệm về tế bào, tế bào là gì, ví dụ các cái dịch chúng ta xem có phải là dịch viêm hay không, viêm hoặc ung thư đúng không. Đấy tế bào chúng ta có thể thấy nhiều bạch cầu đa nhân này, tế bào mổ là bạch cầu đa nhân thoái hóa đấy nhá, hoặc là thấy các cái tế bào lạ, tế bào bất thường, bắt màu kiềm tính, nhân quái nhân chia đấy, tế bào ung thư đấy, thì gọi là xét nghiệm về tế bào nhá. Thế còn xét nghiệm vi sinh, xét nghiệm vi sinh là xét nghiệm để tìm cái trường hợp nguyên nhân nhá, nguyên nhân gây bệnh đấy, trường hợp viêm nhiễm ví dụ chúng ta thấy có vi khuẩn đấy, trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn mủ xanh tụ cầu vàng chẳng hạn đấy, thì chúng ta sẽ xét nghiệm. Khi xét nghiệm này thì chúng ta sẽ có soi tươi này, có nhuộm, chúng ta làm nuôi cấy, và cuối cùng là sẽ là làm kháng sinh đồ, nhất là những cái bệnh lý viêm nhiễm nặng như là viêm phổi này, áp xe phổi, các cái viêm phổi bệnh viện thì bao giờ bắt buộc chúng ta phải làm nuôi cấy và kháng sinh đồ để chúng ta lựa chọn cái thuốc điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Đấy đấy là cái phần xét nghiệm nhé. Thế và một cái phần thứ hai trong xét nghiệm đó là người ta chọc sinh thiết, tức là làm xét nghiệm tế bào học các cái tổn thương trong bệnh lý hô hấp. Ở đây để mà chọc được các sinh thiết, chúng ta biết là nó không như các cái cơ quan khác, nó chọc vào phổi nó rất là khó nhá. Đấy thế thì ví dụ gan nó gần với sát với cái thành ngực, thành bụng đấy, người ta còn trên lâm sàng trong tiêu hóa là người ta hay chọc gan nhá, thận là chọc cũng khó đấy, nó sâu hơn nhá. Thế thì tất cả những cái mà chúng ta phải chọc
để lấy cái tổn thương này thường phải chọc dưới hướng dẫn của các kỹ thuật chẩn đoán ngành, kỹ thuật chẩn đoán ngành để định định hướng, định vị cái vị trí chúng ta chọc nhá. Cô lấy ví dụ có cái tổn thương mờ nó nằm sát với thành ngực, nó lớn sát với thành ngực luôn, thì chúng ta có thể dùng cái đầu dò siêu âm nhá. Đấy thì tùy theo chúng ta sẽ chọc các tổn thương nhá, chọc hút các cái tổn thương đám mờ này dưới hướng dẫn của các kỹ thuật chẩn đoán ngành. Đấy thì gồm các kỹ thuật gì, ví dụ có thể dựa vào X quang này, dựa vào chụp cắt lớp, dựa vào siêu âm. Siêu âm thì phải các tổn thương sát thành ngực nhắm siêu âm được, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, chụp X quang chúng ta định vị đúng không? Thế và chính xác nhất là chúng ta sẽ dựa vào chụp cái CT. Thế thì hiện tại bây giờ cũng lấy ví dụ tại các cái trung tâm lớn như trung tâm hô hấp Bệnh Mai, người ta có thể chọc các cái tổn thương ở trung thất nhá, sát với tim á, nằm trong trung thất đấy, dưới hướng dẫn của chụp CT. Đấy khi mình chụp CT người ta định vị được cái vị trí đó, người ta sẽ chọc được đúng cái tổn thương nhá. Đấy, phần tiếp theo đó là chúng ta có thể sinh thiết màng phổi. Sinh thiết màng phổi thì tất cả các tổn thương viêm nhiễm, các tổn thương bất thường có tổn thương ở khoang màng phổi, các cái tràn dịch khoang màng phổi nhá, không rõ nguyên nhân thì đều có chỉ định chúng ta có thể sinh thiết nhá. Đấy thì qua cái mở màng phổi tối thiểu chúng ta có thể chọc sinh thiết nhá. Sinh thiết phế quản, sinh thiết phế quản bằng cách nào thì tí nữa chúng ta nói đến cái kỹ thuật nội soi, thì ở đây thì đa số là chúng ta sẽ chọc sinh thiết qua cái nội soi phế quản, sau đó chọc xuyên thành phế quản, trải rửa phế quản phế nang chọn lọc, tức là cái này để sàng lọc ung thư nhé. Trong trường hợp bệnh nhân có bệnh nhân ví dụ như ở nước ngoài, người ta sẽ định kỳ 6 tháng 1 năm, những người có nguy cơ ung thư chẳng hạn, người ta sẽ nội soi phế quản xong rồi bơm rửa nhé, bơm rửa phế quản phế nang chọn lọc, người ta lấy cái dịch đó người ta ly tâm để làm xem nguy cơ ung thư, cái chẩn đoán sớm ung thư nhé. Đấy, sinh thiết phế quản thì chọc xuyên thành thì khó, mà thường là nó ở các cái phế quản lớn hơn, nên là người ta sẽ qua cái nội soi, sau đó người ta sinh thiết tại cái qua cái đầu nội soi đấy luôn nhé. Đây mình cái phim như vậy chúng ta xem đấy, nhé. Đấy chúng ta nhìn phía trường đây các nhánh phế quản mạch máu này đấy nhé. Đây cái này có bóng hơi dạ dày, bóng tim lệch sang trái này, vòng hoành phải sẽ cao hơn vòng hoành bên trái và có bóng hơi dạ dày đấy. Thế khi người ta không ký hiệu phải trái thì chúng ta cũng 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 phải thế đúng không? Đấy cái này chúng ta nhìn thấy nhánh phế quản này, các cái phế quản gốc đây này, phế quản gốc phải này, phế quản gốc trái để nó chia nhánh, chúng ta nhìn rõ. Đây là hình ảnh một bệnh nhân có chụp chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, chụp CT ngực có độ phân giải cao, tức là lớp cắt rất là mỏng đấy nhá. Nó có chụp cắt lớp thông thường, chụp cắt lớp xoắn ốc, chụp độ phân giải cao. Thế thì với lớp cắt mỏng đấy chúng ta thấy gì, trên cái phim đây chúng ta sẽ thấy bệnh nhân này có cái tổn thương viêm đây này, viêm ở nhu mô phổi đây này nhá, viêm mờ mờ đây này đấy, và có dịch ở khoang màng phổi đấy. Thế thì cái này là bên nào đấy, dịch dịch đúng không, ở cái lớp cắt này là dịch dày nhất lớp này đúng không, 1 mm thôi ví dụ thế. Thế thì tràn dịch bên này, viêm bên phổi nào, đây là cái bóng tim nhá. Đấy đa số các bạn nhận định sai, thế nhưng đây là bóng trung thất. Thế thì bóng trung thất này nó phải là bên trái đúng không, bóng trung thất này nó là bên trái, chính vì vậy mà tràn dịch này sẽ là tràn dịch bên màng phổi phải, viêm nhé, viêm phổi phải đấy. Thế thì người ta chụp người ta sẽ ký hiệu chúng ta này, chữ L đây, chữ left nhé, là bên trái nhé. Đấy và chúng ta có thể thấy được cái tổn thương đấy, chúng ta sẽ xác định. Tất nhiên trên một cái tất cả các cái nhát cắt người ta sẽ định vị được cái vị trí nào đấy, trên các cái lát cắt ngang là vị trí nào của thủy phổi mô bên nào nhé. Đấy thì trên đây chúng ta sẽ chỉ định gọi là định vị cơ bản là bên phổi phải nhé. Đấy. Kỹ thuật nội soi, nội soi
nó là một cái gọi là thăm dò chức năng nhé. Trên lâm sàng thì trong các bệnh viện thì cái phòng cái kỹ thuật nội soi phế quản nó được xếp vào trong cái nội soi khoa nội soi trong khoa thăm dò chức năng đấy. Đấy, thế thì ở đây nó cũng thực ra nó cũng phối hợp với cái một phần của chẩn đoán hình ảnh, tại vì đầu dò của cái đầu của cái ống nội soi này nó có cái thiết bị và nó sẽ dẫn ra một cái màn hình bên ngoài đúng không? Người soi trực tiếp nhìn nhưng có thể là chúng ta nhìn lên trên cái màn hình đấy. Thế thì trước đây là chúng ta đa số dùng cái ống soi cứng nhưng sau này thì toàn dùng cái ống nội soi mềm. Hiện tại bây giờ ống nội soi cứng là chỉ dùng trong trường hợp mà các cái u polyp hoặc cái tắc nghẽn nó ở trong đường hô hấp mà nó ngay cái phần nông thôi nhá, thì chúng ta mới dùng ống nội soi cứng là cần chúng ta cố định gấp tổn thương, gấp các cái dị vật hay là cắt cái gì đấy trong các cái tắc nghẽn nông nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ dùng ống nội soi mềm hết. Thế thì kỹ thuật như nào ở trong tài liệu có nhá, người ta đưa ống nội soi. Thế thì các cái máy nội soi bây giờ nó cũng tiến bộ rất là nhiều. Các máy thông thường nhé, chúng ta biết là nhánh phế quản nó sẽ gì, phế quản gốc này, gốc phải gốc trái thì lại chia phế quản thùy phổi nhé, thùy trên thùy giữa thùy dưới, xong lại phế quản phân thùy đúng không, xong chia 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 và nó chia đến tận đi phế tiểu phế quản tận đúng không. Thì không phải là ống nội soi nó soi đến tận cùng như thế, nó chia nhánh đến 20 23 thế hệ đúng không. Thì cái máy các cái máy thông thường nhé thì chỉ soi được đến thế hệ 5 thế hệ 6 đấy. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ soi một cái tương đối cái tổn thương ở trên cái phần 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 chính thôi nhé. Thế thì ở đây cái kỹ thuật này thì nó có những cái chỉ định trong chẩn đoán và chỉ định điều trị đấy, thì trong tài liệu cũng có hết nhé. Cô lấy ví dụ tất cả các trường hợp bệnh nhân có ho ra máu bao nhiêu nguyên nhân đúng không, tất cả trường hợp ho ra máu là đều có chỉ định nội soi phế quản nhé đấy. Rồi là những trường hợp mà bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ ví dụ nghi ngờ có dị vật phế quản này, nghi ngờ có tắc nghẽn, có polyp hay có bất thường gì đó đúng không, thì chúng ta vừa vừa là chẩn đoán đúng không, chúng ta nội soi chúng ta xác định xem có đúng là do cái dị vật đó không, và thứ hai là chúng ta nếu có dị vật chúng ta đi gấp luôn dị vật, thì đó là vừa có chẩn đoán vừa có điều trị nhé. Hoặc là biết chắc chắn là có polyp rồi thì chúng ta qua cái nội soi đó chúng ta có thể là điện đông này chúng ta cắt polyp nhé, đốt laser đấy, laser thì chúng ta đấy là các cái kỹ thuật chúng ta phối hợp trong cái nội soi phế quản này đấy, thì vừa có giá trị chẩn đoán vừa có gia đình giá trị điều trị nhé. Thế thì qua cái thủ thuật gọi là kỹ thuật thăm dò nhưng nó cũng gọi là cái thủ thuật này, chúng ta có thể tiến hành qua đó là gì, ví dụ như là chúng ta qua cái nội soi, ví dụ chúng ta có thể chọc xuyên thành phế quản để chúng ta lấy sinh thiết nhé, ví dụ sinh thiết ở cái phần nhu mô đấy, chúng ta soi phế quản bình thường nhưng định vị được cái vị trí ở ví dụ ở phân thùy 6, phân thùy 7 chẳng hạn, ví dụ như thế nhé. Cô lấy ví dụ thế thì của phổi phải thì người ta sẽ định vị qua cái nhánh soi theo cái đường dẫn và người ta sẽ chọc đó, có cái thiết bị người ta chọc xuyên thành phế quản nhé đấy, hoặc phế quản ở bên gốc thùy giữa phổi phải chẳng hạn đấy, người ta chọc xuyên thành người ta lấy cái tổn thương đấy, chứ không phải ví dụ chọc thế nó gần hơn là chọc lấy được bệnh phẩm, dễ hơn là chọc từ xuyên thành ngược vào rất là khó nhé đấy, thì có thể lấy được bệnh phẩm xét nghiệm. Thế còn nội soi khoang màng phổi, nội soi khoang màng phổi là nội soi là cũng có cái thiết bị, có cái để chúng ta quan sát đấy, thì trong tất cả các trường hợp có tràn dịch, nhất là có tràn dịch máu màng phổi nhé, thì nguy cơ ung thư rất là cao, thì 100% chúng ta phải nội soi màng phổi chúng ta xem có nguy cơ gì không nhé đấy. Thì qua nội soi chúng ta sẽ có thể quan sát được trực tiếp và khi nội soi nó phải chúng ta lấy mồ tổn thương, ví dụ nội soi chúng ta thấy màng phổi có chỗ nào nó sùi lên chẳng hạn đấy, đấy nó bất thường thì chúng ta sẽ lấy cái sinh thiết tại cái vùng đó để chúng ta làm kết quả làm giải phẫu bệnh nhé. Sang phần cuối cùng đó là thăm dò chức năng thông khí. Ở đây chúng ta biết là chúng ta sẽ có cái đo chức năng thông khí phổi nhé, đo chức năng thông khí phổi.
thì là quan trọng nhất. Thì các cái máy thông thường là cái máy phiến kế là đơn giản nhất. Thế còn lưu tốc kế hô hấp để chúng ta đo được các thể tích khí, gọi là thể tích khí động theo thời gian, đấy là cái máy mà chúng ta sử dụng hữu hiệu nhất trên lâm sàng. Thế thì cái phần này, các cái thể tích khí lưu động và thể tích khí tĩnh, thể tích không chuyển động, cái này thì chúng ta nhắc lại chút của phần sinh lý liên quan đến kết quả của các cái này nhé. Vừa chúng ta vừa học sinh lý xong đúng không? Sinh lý là học tuần trước đúng không? Học thứ mấy tuần trước đấy nhá. Thế thì các cái thể tích khí lưu động gồm có TV là gì? Thể tích khí lưu thông, IRV là thể tích dự trữ hít vào đúng không? RV dự trữ chảy ra, V là dung tích sống đúng không? V là volume là thể tích, C là dung tích đúng không? Dung tích là tổng của hai hay nhiều thể tích. Thế thì sau khi mỗi một cái nhịp hít vào thở ra thông thường, ta đo được cái thể tích khí đó là thể tích khí lưu thông. Thế còn sau khi hít vào thông thường, cố gắng hít vào hết sức là thể tích dự trữ hít vào. Sau khi thở ra thông thường, cố gắng thở ra hết sức là dự trữ thở ra. Tổng của ba cái này nhé, thể tích khí lưu thông, dự trữ hít vào, dự trữ thở ra chính là dung tích sống. Và sau khi thở ra hết sức, lượng khí còn đọng lại trong đường thở chính là thể tích khí cặn, chính là RV đúng không? FRC là dung tích cặn chức năng. Còn TLC là dung tích toàn phổi, là nó gồm cả dung tích sống và thể tích khí cặn nhé. Thế thì cái này là đo nó rất là phức tạp. TLC dung tích toàn phổi nó có cái buồng kín cơ nhé. Lưu lượng thở mạnh theo thời gian thì nó có FV1 là thể tích thở ra tối đa giây, thế còn PF là lưu lượng đỉnh nhé. Và nó có hai cái thông số, đó là cái tỷ số để ứng dụng trong đánh giá các cái rối loạn hội chứng rối loạn thông khí, đó là chỉ số Tiflo và Gasler. Với người bình thường thì hai cái chỉ số này nó có giá trị như nhau, tức là cái dung tích sống và dung tích sống gắng sức của cái bệnh nhân, của những người bình thường là nó sẽ như nhau hai chỉ số này. Và về nguyên lý, nhắc lại một chút nhé, nguyên lý cơ bản của cái phương pháp đo cái thể tích dung tích khí bằng cái phương pháp khí lưu này là gì. Khi người ta đo đúng không, chúng ta được nhìn thấy một cái hình mà bệnh nhân sẽ được ngậm vào cái thiết bị, ngậm vào cái thiết bị dụng cụ đo nhà cũng đâu, cái bệnh nhân sẽ được ngậm vào cái dụng cụ, cái máy đo đó nhé. Thế sau đó thì thực chất thì bệnh nhân sẽ hít vào hết sức, sau đó thở ra, bắt đầu hít vào sức rồi ngậm vào cái ống đó thì thở thở như thế, thổi thổi ra hết sức. Thế thì nó sẽ ra là một cái biểu đồ nhé. Thì lưu lượng thở, người ta tính lưu lượng thở bằng cách nào? Khi nó ra là một cái biểu đồ lưu lượng thở này nhé, thì sẽ tỷ lệ thuận với cái áp suất khi bệnh nhân thở ra đấy. Thì khi đó khi bệnh nhân thở ra như thế thì chúng ta sẽ ghi được một cái biểu đồ đấy, biểu đồ biến đổi áp suất. Thế và biểu đồ đó là một cái biểu đồ đó, người ta sẽ tính diện tích của cái đường giới hạn của cái đường ghi biểu đồ đó và tính tích phân của cái biểu đồ, cái cụ thể diện tích giới hạn đó thì ra được cái lưu lượng thở đấy. Thì nguyên lý của người ta là tính như vậy. Thế thì chúng ta sẽ ra được cái biểu đồ như thế này đúng không? Thể tích khí lưu thông bình thường sẽ bằng bao nhiêu? 500 ml đúng không? Mỗi một lần hít vào thở ra thông thường được một thể tích khí, đó là thể tích khí lưu thông nhá, TV đấy. Sau khi hít vào thông thường này, hít vào thông thường, thở ra thông thường đúng không? Thở ra đường hít vào thông thường, cố gắng hít vào hết sức đấy, cố gắng hít vào hết sức thì IRV đấy thì nó bằng bao nhiêu? IRV có thể gì? IRV đấy, chúng ta thấy IRV có thể IRV này từ 2007 đến 5007, như vậy IRV có thể đến 3 lít đúng không? Rất lớn nhá. Cái dự trữ hít vào rất là lớn. Sau khi thở ra thông thường, cố gắng thở ra hết sức. Đấy. Thở ra hết sức này, RV. Đấy. Dự trữ thở ra tối đa là khoảng 1 lít nhá.
Sau khi thở ra hết sức, lượng khí còn đọng lại trong đường thở chính là RV, nó khoảng bằng 1 lít 2 là tối đa. Đấy. FRC, dung tích cặn, đây, chức năng thì nó bao gồm cả gì? RV, thể tích khí cặn cộng với dự trữ thở ra nhá. Đấy. Dung tích sống là gì? Tổng của thể tích khí lưu thông dự trữ hít vào và dự trữ thở ra. Và dung tích toàn phổi có thể tối đa lên đến gì? 5 lít 7. Đấy, thì các cái thông số cũng đã gặp thường xuyên rồi, và đặc biệt cái này là nhắc lại sinh lý thôi nhá. Thể tích khí lưu thông là 500 ml nhá. Dự trữ hít vào có thể lên đến 3 lít, dự trữ thở ra là 1 lít. Đấy, và thể tích khí lưu thông là 1 lít 2. Đấy, dung tích toàn phổi là 5 lít 7. Còn dung tích sống tất nhiên là nó cũng phụ thuộc vào cái thể trạng sức khỏe của con người. Ví dụ dung số ở nữ thì nó sẽ thấp hơn ở nam giới nhá. Đây là các cái thông số chúng ta thường gặp nhá. Như vậy trên thực tế lâm sàng cũng lấy ví dụ một bệnh nhân như nào. Bệnh nhân có COPD đấy, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhá. Chronic obstructive pulmonary disease. Trong người bình thường như này, cái biểu đồ này, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Đây là thời gian, thì bình thường cái thời gian của thì hít vào chia cho thời gian thì thở ra nó bằng khoảng 1 trên 1.2, 1.3. Tức là cái thời gian của thì thở ra bao giờ nó cũng dài hơn. Và sau khi thở ra thì cái lượng khí còn đọng lại trong đường khí gọi là thể tích khí cặn. Nhưng khi có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bệnh nhân hít vào vẫn bình thường. Bệnh nhân khó thở thì thở ra nó tắc nghẽn các nhánh khí quản lại, chít hẹp lại nhé. Bệnh nhân không thở ra được. Đấy, và cái khí nó đọng lại, khí nó đọng lại trong đường thở nhé. Đấy, khí nó đọng lại trong đường thở sẽ nhiều hơn, thể tích khí cặn nhiều hơn. Và khi bệnh nhân thở ra rất là khó khăn, nó làm cho cái thì thở ra kéo dài ra này. Đấy, nó tắc nghẽn khí quản. Và chính vì thở ra kéo dài mà nó làm cho tần số thở chậm lại, nên bản chất của rối loạn thông khí nhá, rối loạn thông khí tắc nghẽn trong bệnh nhân COPD là gì? Bệnh nhân sẽ trên lâm sàng đó thì bệnh nhân khó thở chậm, khó thở thì thở ra. Đấy, chúng ta lưu ý nhá. Đấy, thì tại sao khó thở chậm, khó thở thì thở ra? Vì thực ra là cái thời gian thì thở ra chậm. Thế thì trên lâm sàng chúng ta hay gặp các cái rối loạn thông khí như sau nhá. Thông khí bình thường là gì? Khi mà cái dung tích sống và hoặc là dung tích sống gắng sức nó lớn hơn 8% chỉ số lý thuyết, và cái chỉ số tỷ số Tifno hoặc Kanzler này này nó phải lớn hơn 70% chỉ số lý thuyết nhá. Cả hai chỉ số cái này lớn hơn 70% chỉ số lý thuyết thì mới là thông khí bình thường. Thế còn rối loạn thông khí tắc nghẽn, rối loạn thông khí tắc nghẽn là gì? Rối loạn thông khí tắc nghẽn thì chỉ số này nó trong giới hạn bình thường, nhưng có gì? Có cái chỉ số Tifno hoặc Kanzler nhỏ hơn 70% chỉ số lý thuyết nhá. Thế còn ngược lại, điền luôn như lúc các bạn nhầm lẫn nhá. Lớn hơn 70 nhé, các bạn lưu ý nhé. Tất cả cái này có trong câu hỏi thi hết nhé. Tắc nghẽn thì cái này nó lại vẫn bình thường nhé. Đấy. Nhá, chúng ta lưu ý này nhá, thông khí bình thường thì cả hai cái chỉ số này nó phải trong dạng bình thường. Thế còn rối loạn thông khí tắc nghẽn thì cái chức năng này vẫn trong giới hạn bình thường, và cái chỉ số này quan trọng Tifno-Gastner nhé, nhỏ hơn 70% chỉ số lý thuyết nhé.
Rối loạn thông khí hạn chế thì nó ngược lại, tức là cái chỉ số này, tiết flow gasler nó bình thường, bình thường có nghĩa là trên 70% đây này nhá. Đấy, và TLC cái này rối loạn thông khí hạn chế thì khó khăn hơn, người ta phải đo cái buồng kín đấy, và rất ít nơi có cái thiết bị để đo cái này nhá. Đấy, bộ môn sinh lý của trường Đại học Y Hà Nội là có cái buồng đo này đấy, thì chúng ta đo TLC sẽ nhỏ hơn 8% chỉ số lý thuyết thì chúng ta mới chẩn đoán. Thế thì trường hợp nào chúng ta gặp rối loạn thông khí tắc nghẽn? Đặc trưng là chúng ta gặp trong hen phế quản COPD nhá. Đấy, rối loạn thông khí hạn chế này, tất cả những bệnh như là bệnh nhân có béo phì, béo bẹo đấy nhá, có gù vẹo cuộc sống này đấy, các dị dạng biến dạng lồng ngực đấy nó ảnh hưởng, hoặc là suy tim suy tim xuất huyết đấy nhá, cũng có thể là có cái rối loạn thông khí hạn chế. Thế còn rối loạn thông khí hỗn hợp là gì? Rối loạn thông khí hỗn hợp là đến cái giai đoạn cuối nhá, nó nặng, các cái bệnh hốt đến giai đoạn cuối, còn lúc đầu là tắc nghẽn, cuối cùng sau nó sẽ là hỗn hợp nhá, bao gồm cả hai cái chỉ số này nhá, tổn thương nó đều có đầy đủ hết nhá. Thì rối loạn thông khí hỗn hợp thì thường rất là nặng rồi. Chúng ta sang phần mô hình đây, cái biểu đồ nhé, chúng ta thấy nhé, cái hình ảnh vừa nãy là chúng ta thấy trên bệnh nhân, cái hình ảnh vừa nãy đây này, đây nhá, đây là cái biểu đồ một cái người bình thường thì chúng ta đo nó ra cái biểu đồ nó đều đặn như này. Thế còn bây giờ trong trường hợp rối loạn thông khí tắc nghẽn vừa xong nhá, chúng ta thấy là gì, cái TLC đây này nó vẫn thế này đúng không? Đấy, chúng ta vừa nói cái tiêu chuẩn của nó đấy, TLC vẫn bình thường. Thế nhưng mà gì, nó khác là gì? Đây, bệnh nhân hít vào thở ra cái nhịp nó sẽ chậm hơn đúng không? Đây, đây là thời gian mà nhá, cái biên độ hít vào thở ra thông thường đúng không? Đấy, hít vào thở ra thông thường là thể tích khí lưu thông này, sau khi thở ra thông thường cố gắng hít vào hết sức, cái dự trữ thở ra này là dự trữ hít vào này nó cũng giảm đúng không? Thế nhưng cái hít vào này nó vẫn còn tương đối là ổn. Thế nhưng khi thở ra thì chúng ta thấy nó không còn là như kia nữa, thở ra đây cái tần thời gian nó kéo dài, bệnh nhân thở ra rất là khó khăn đúng không, kéo dài thời gian ra đấy. Và cái dự trữ thở ra đấy, vừa nãy ra thấy dự trữ thở ra là được bao nhiêu nhá, đấy đấy ra phải được 1 lít 2 1 lít đúng không? Thế bây giờ đây là còn gì, 500 ml đúng không, dự trữ thở ra sau khi thở ra thông thường này, cố gắng thở ra hết sức. Chính vì vậy mà nó làm cho cái gì, cái dự trữ cái thể tích khí cặn này bình thường chỉ là tối đa đúng không 1 lít 2, bây giờ thể tích khí cặn có thể lên đến 2 lít rưỡi đấy, chúng ta thấy rất là cao nhá. Đấy thì chúng ta có cái so sánh nó rất là rõ nhé. Đấy, như vậy chúng ta sẽ thấy rõ này, hít vào thở ra, hít vào thở ra rất là khó khăn, và sau khi thở ra cái thể tích khí cặn, dự trữ thở ra và thể tích giảm đi và thể tích khí cặn tăng lên, đột biến lên đấy. Và như vậy chúng ta sẽ thấy đây biểu đồ đúng không này, đấy. Và TLC thì nó vẫn vậy nhá, vẫn là 5,7 nhưng mà cái thể tích khí cặn nó tăng lên nhá. Đấy, đấy, chúng ta đo chúng ta sẽ thấy rõ đặc trưng trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhé. Bệnh phổi tắc nghẽn tức là có cả trong hen và COPD trong bệnh phổi tắc nghẽn. Thế ngược lại cái trường hợp bệnh phổi hạn chế, tức là cái rối loạn thông khí hạn chế, rối loạn thông khí hạn chế trong cái đấy sinh lý các bạn cũng học nhé. Thế thì cái dung tích toàn phổi nó là như thế này. Thế thì bản chất tức là cái độ giãn nở của phổi nó giảm đi đấy nhé, hít vào thở ra đúng không, hít vào thở ra cũng này đấy, những khi hít vào này đấy, dự trữ hít vào này nó giảm đi rất là nhiều đúng không, bình thường có thể dự trữ hít vào có thể được 3 lít cơ mà nhé, từ 2,7 lít cho đến 5,7 lít đúng không. Thế ở đây thì được bao nhiêu, được khoảng 1,3 lít thôi đấy, bình thường có thể lên tối đa là 3 lít đến tận đây đấy. Thế thì dự trữ hít vào nó chỉ có khả năng nó hạn chế mà nó chỉ đến đấy, nhất hỏi ví dụ người gù vẹo cuộc sống hoặc là nó biến dạng lồng ngực hoặc là béo béo bẹo, chính vì
các cái béo phì và quẹo đấy đều ảnh hưởng chức năng hấp nhé, chứ không phải là mỗi các bệnh nội tiết chuyển hóa đâu. Thế thì khi hít vào đến đây thì bệnh nhân sẽ dừng lại, không hít được nữa nhá, cái lồng ngực nó giãn nở kém. Và khi thở ra đấy, đấy cái dự trữ thở ra thì vẫn có vẻ ổn như này, dự trữ cái đoạn này thì vẫn về cơ bản không thay đổi. Thế nhưng mà cái dự trữ hít vào là nó giảm rất nhiều đúng không, tức là cái khả năng giãn nở thì kém đi đấy. Và cái này nó chính vì cái này nó làm cho cái dung tích toàn phổi gì nó giảm đi đúng không, dung tích toàn phổi nó sẽ bằng gì thể tích khí cặn với lại cộng với này VC, VC thì bằng gì, dung tích sống chính là bằng thể tích khí lưu thông cộng dự trữ vào ra. Nhưng dự trữ hít vào đây này, quan trọng là cái này đang từ gì, đang từ 3 lít xuống còn có 1 lít 3 đúng không, mất đến gần 2 lít. Chính vì vậy mà làm cho cái gì đấy, chính là giảm của cái RIRV này đúng không, mà nó làm cho TLC giảm đang từ 5 lít 7 còn 4 lít nhá. Đấy chúng ta thấy bản chất của cái rối loạn này là như vậy nhá. Đấy, thì chúng ta đo này, chúng ta sẽ thấy rõ. Phần tiếp theo nữa để đánh giá về cái trao đổi khí thì chúng ta trong trong bệnh lý hô hấp và trong những trường hợp mà các bệnh nhân nặng, những bệnh nhân kể cả hồi sức tích cực liên quan đến thì người ta đều đánh giá về trao đổi khí nhá. Thì nó có cái đánh giá khuếch tán khí trao đổi oxy CO2 này, và khuếch tán khí ở đây là ký hiệu là chữ DL. Khuếch tán khí là gì? Khuếch tán khí là cái lượng khí qua màng phế nang bao mạch trong mỗi phút nhé, mỗi một phút cái lượng khí qua màng phế nang bao mạch với cái chênh áp là 1 mm thủy ngân. Cái màng phế nang bao mạch là cái màng của cái tận cùng, gọi là cái màng hô hấp đấy, màng phế nang mà có cái mạng lưới bao mạch bao phủ đấy. Chúng ta sẽ thấy ở tại đấy là cái diễn ra cái trao đổi khí đúng không, phế nang thì mang oxy đến và lấy CO2 từ bao mạch. Thế thì trong các bệnh lý hô hấp, ví dụ COPD, sau dần dần nó tổn thương, nó sơ hóa cái màng đó và nó làm cho cái trao đổi khí ở đấy nó giảm dần đi, đến mức nó không trao đổi thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm tử vong đúng không? Ta gọi là block phế nang bao mạch là vì như thế. Thế và cái màng hô hấp đó với một cái người trưởng thành bình thường nhá, người trưởng thành bình thường thì người ta ước tính là cái diện tích màng hô hấp đó khi mà trải rộng ra nó phải đến từ 50 cho đến 100 mét vuông. Đấy chính vì vậy mà nó có thể tổn thương chỗ này, chỗ kia nó bù trừ như vậy nó có thể duy trì. Còn các cái bệnh nhân mà khi tràn ngập các cái tổn thương rồi đấy thì nó sẽ gây ảnh hưởng nhé. Đấy thì đấy là cái đo khuếch tán khí. Và cái trên lâm sàng thì người ta hay đo với oxy carbon, người ta ký hiệu là DLCO. Đấy thì cứ đo cái khuếch tán khí này mà nó giảm dưới 36 ml phút thì coi như là cái khuếch tán khí là nó giảm. Khí máu ở đây là người ta lấy máu động mạch nhá, người ta dùng cái kim người ta chọc vào cái động mạch quay này, này. Thường trên lâm sàng đấy có thể lấy máu ở người ta, nhưng thường lấy máu mạch quay này lấy ra người ta xét nghiệm luôn nhá. Thì cái khí máu động mạch này đấy nó cũng rất là khó. Khí máu động mạch nó vừa phản ánh tình trạng hô hấp và vừa phản ánh tình trạng thăng bằng kiềm toan. Đấy chính vậy ngoài các bệnh nhân mà có tình trạng liên quan đến hô hấp, có suy hô hấp nặng hoặc là các cái bệnh nhân mà có rối loạn thăng bằng kiềm toan ở hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực là người ta đều phải làm cái xét nghiệm khí máu nhá. Thế thì bình thường cái áp lực riêng phần của oxy nhá, áp lực riêng phần của oxy trong cái màng vi quản là 100 ml thủy ngân. Thế còn trong cái mạch máu lớn là dao động từ 85 cho đến 95. Thế còn SAO2 là độ bão hòa oxy nhá. Độ bão hòa oxy là tỷ lệ hemoglobin của bệnh nhân được bão hòa oxy so với khả năng bão hòa tối đa. Đấy, ở máu động mạch thì cao hơn ở máu tĩnh mạch. Thế nên là trên lâm sàng thì người ta có thể đo ở cái mao mạch đầu ngón tay đây này, xem độ bão hòa oxy để đo nhanh nhé. Thế còn áp lực riêng phần của CO2 đấy, trung bình là 40 đến máu tĩnh mạch. Đấy, thì các cái chỉ số. Thế thì trên lâm sàng thì thực ra khi trong một cái kết quả làm khí máu động mạch ấy, thì nó có hết các chỉ số để người ta đánh giá. Ví dụ một bệnh nhân có suy hô hấp hoặc một bệnh nhân có thở oxy nhá, thì người ta sẽ đánh giá qua cái bão hòa oxy, qua cái áp lực riêng phần của
khí nhá. Bình thường thì nó sẽ cái giai đoạn sớm của bệnh nhân, cái giai đoạn sớm thì áp lực viêm phần oxy nó sẽ giảm rất là sớm. Thế còn đến cái giai đoạn nặng, giai đoạn muộn nhá, thì nó mới có cả phối hợp giữa giảm áp lực oxy và tăng CO2. Nếu như có tăng CO2 thì thường là đến cái mức độ nặng rồi nhá. Thì đấy là toàn bộ cái phần cận lâm sàng. Như vậy cận lâm sàng của chúng ta sẽ gồm có 4 phần đúng không? Thứ nhất là các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh này đúng không? Ứng dụng đấy, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Và thứ hai là các cái xét nghiệm nhá, xét nghiệm chất thải tiết, xét nghiệm các cái tổn thương trong bệnh lý hô hấp, các khối u, khối tổn thương mờ hay cái gì đấy, khối u chúng ta cần phải chi tiết, chúng ta làm xét nghiệm. Và thứ ba là kỹ thuật nội soi phế quản, và thứ tư là đo chức năng thông khí nhé. Trong lớp có 4 cái phần làm như vậy, các bạn đã rõ chưa? Đây là cái biểu đồ bình thường nhé. Alo, các bạn bật mic lên các bạn ơi.